đối tượng nhập ICU, và đối với những cái bệnh nhân mà mình trước đó mình đã xài cái liều điều trị vì có thở oxy liều thấp nhưng bây giờ phải vào ICU thì nên xuống thang, không chuyển đổi từ cái liều điều trị sang cái liều dự phòng. Thì đây mình đi qua một cái nhóm thứ tiếp theo, đó là cái nhóm đã có biến cố VTE. Thì cái việc bị điều trị VTE ở bệnh nhân COVID-19 thì như thế nào? Thì khi mà bệnh nhân COVID-19 đã có bằng chứng là bị VTE hoặc là nguy cơ cao bị VTE nhưng mà mình không có đủ năng chẩn đoán, làm những cái chẩn đoán hình ảnh để chẩn đoán xác định, thì người ta cũng khuyến cáo mình là khởi đầu cái sẽ là thuốc được lựa chọn nhiều nhất, được ưa chọn hơn so với những cái thuốc đô ắc hoặc là heparin ở bệnh nhân nội trú. Và khi đã bị VTE mà thì người ta cũng mà bị COVID-19 thì cái guideline cũng khuyến cáo rằng là những bệnh nhân nào đang điều trị đô ắc hoặc là vitamin K thì cũng nên chuyển sang heparin trọng lượng phân thứ cấp, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà phải vô ICU hoặc là phải có những cái bệnh động mạch khác. Và cái thời gian điều trị sẽ là phải trong từ ba, tối thiểu là 3 tháng, từ 3 tháng trở lên. Còn những cái đối tượng mà hồi sức thì sẽ làm theo các cái phác đồ VTE ở trong hồi sức. Đây là một cái khuyến cáo của ASH 2021, thì mình thấy rằng là đối với ASH 2021 thì người ta gợi ý là dùng cái kháng đông với cái liều là liều dự phòng. Cho những cái bệnh nhân COVID-19 dù là ở mức hồi sức hoặc là ở mức cấp tính thôi chứ không phải hồi sức và không có nghi ngờ hoặc là bị VTE thì dự phòng là cái liều được ASH khuyến cáo, và ASH không khuyến cáo cho tiếp tục điều trị kháng đông dự phòng khi bệnh nhân xuất viện. Và đây là cái bản sơ đồ mà tôi nghĩ rằng là nãy giờ quý đồng nghiệp nghe quá nhiều các cái hướng dẫn, thì đây sẽ là một cái sơ đồ tương đối dễ trong thực hành lâm sàng. Ví dụ như khi bệnh nhân đã nhập viện mà bị COVID-19 thì mình phải đánh giá bệnh nhân nguy cơ cao hay nguy cơ thấp. Nếu mà nguy cơ cao thì mình coi coi bệnh nhân nhập ICU hay không nhập ICU. Nếu không nhập ICU thì mình xài liều khác, và nếu nhập ICU thì mình xài liều như không trong mình. Và nếu như mà bệnh nhân nguy thấp thì mình coi coi cái D-dimer của bệnh nhân làm sao, và tùy theo cái D-dimer, ví dụ như D-dimer thấp thì mình xài cái liều dự phòng enoxaparin 40 mg mỗi ngày thôi, hoặc còn nếu nó cao vừa và thì mình xài enoxaparin 1 mg per ký. Còn nếu nó ở trong cái khoảng nếu nó cao nhiều, còn nếu nó ở cao vừa thì mình sẽ xài 40 mg 2 lần mỗi ngày. Thì ở đây chúng ta có một cái bảng để cho thấy rằng là cái việc điều trị Lovenox, heparin trọng lượng phân tử thấp và heparin không phân nhánh thì ngoài nó có một cái tác dụng kháng viêm và nó còn có cái tác dụng về kháng virus ở trong trong cái điều trị bệnh nhân COVID nữa. Và ở đây là một cái bảng cho thấy cái tương tác thuốc của một bên là các thuốc kháng đông với một bên là các cái thuốc mà mình phải điều trị trong đặc hiệu cho bệnh nhân COVID-19, thì mình sẽ thấy rằng là heparin trọng lượng phân tử thấp thì hoàn toàn không có cái sự tương tác nào là màu xanh lá cây, là tương tác thấp với các cái thuốc này, trong khi những cái thuốc kháng đông đường uống khác hoặc là kháng vitamin K hoặc là đô ắc thì nó sẽ có tương tác với một số các cái loại thuốc kháng virus và những cái một số các cái loại thuốc mình điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Chúng tôi xin lướt qua cái slide này, nó chỉ đề cập tới những cái khoảng trống về mặt cái bằng chứng và những cái thử nghiệm lâm sàng cần phải còn vẫn đang tiếp tục để tiến hành để làm sáng tỏ những cái câu hỏi lâm sàng khác. Và cái chuyện nữa là mọi người hay chúng ta cần phải thống nhất một số các cái định nghĩa và cái phân loại quan trọng, và ở đây là cái định nghĩa cho cái người nào là ở trong cái tình trạng
phải săn sóc tích cực, và người nào ở trong tình trạng cấp. Thì cái định nghĩa cái người mà ở trong cái tình trạng cần phải săn sóc tích cực đó là những cái bệnh nhân COVID-19 có cái suy hô hấp hoặc là suy tim tuần hoàn, tim mạch, và trong đó phải đòi hỏi mình phải có những cái hỗ trợ đặc biệt về lâm sàng ở ICU, hoặc là khi ICU quá tải thì cũng cần nhập ở những cái bệnh phòng bệnh nặng của các cái khoa khác. Đó, và về cái chế độ điều trị kháng đông trên bệnh nhân COVID-19 thì chúng tôi cũng gặp nhiều người hỏi, thì ở đây là cái bảng theo ASH phân loại các cái chế độ điều trị kháng đông. Thì cái chế độ đầu tiên nhất là cái chế độ mà điều trị dự phòng, thì đối với enoxaparin thì mình sẽ thấy là mình sẽ xài 40 mg tiêm dưới da một lần một ngày. Và nếu như bệnh nhân có cái tình trạng là bị suy thận cỡ cái mức từ 15 đến 30 eGFR thì cái liều này nó giảm xuống còn 30 mg. Còn đối với những bệnh nhân mà trên 40 kg thì mình sẽ phải xài cái chế độ 2 lần mỗi ngày từ 30 đến 40 tùy theo eGFR. Còn cái chế độ điều trị người ta gọi là chế độ điều trị trung gian thì nó sẽ có cái heparin tính theo miligam bạc ký, chế độ liều một lần hay hai lần tùy theo creatinin. Và cái thông thường nhất là mình sẽ xài ở cái mức 30 mg tiêm dưới da hai lần mỗi ngày. Và đây là cái chế độ điều trị gọi là cái kháng đông, mà cái liều điều trị thì cái liều điều trị nó sẽ thay đổi tùy theo BMI và tùy theo creatinin. Thông thường thì nó sẽ là 1 mg bạc ký tiêm 2 lần mỗi ngày tiêm dưới da. Chúng tôi xin được qua cái hướng dẫn của Bộ Y tế thì mình sẽ thấy là từ đầu mùa dịch cho tới nay thì Bộ Y tế cũng có cập nhật rất là nhiều các cái phiên bản điều trị điều trị hướng dẫn chẩn đoán và điều trị COVID-19, và cái gần đây nhất là cái hướng dẫn điều trị vào 6 tháng 10 năm 2021. Thì Bộ Y tế trong cái hướng dẫn này phân loại mức độ bệnh COVID và dự phòng kháng đông như thế này, là phải có tới 4 mức độ là nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch. Thì mình sẽ thấy cái phân mức độ nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch chủ yếu là dựa vào nhịp thở, SpOC và cái tổn thương của X-quang, tổn thương phổi trên cái chẩn đoán hình ảnh. Thì mình sẽ thấy rằng là nếu như mà bệnh nhân vẫn thở khí trời, nhịp thở dưới 20 lực lần một phút và không triệu chứng lâm sàng, không có đặc hiệu gì hết, X quang phổi thì hoàn toàn bình thường hoặc là tổn thương rất là ít, thì đó là cái nhóm nhẹ. Còn cái nhóm trung bình là mình thấy nhịp thở nhanh, SpOC từ khoảng nhanh từ 20 đến 25 lần một phút, SpOC từ 94 đến 96 lần một phút, tổn thương phổi thì dưới 50% trên chẩn đoán hình ảnh. Còn nhóm nặng thì nhịp thở trên 25 lần một phút, SpOC dưới 94% và tổn thương phổi trên 50%, và nguy kịch thì nhịp thở trên 90 lần một phút hoặc là dưới 10 lần một phút. Bệnh nhân có những cái bất thường về hệ tuần hoàn, về hệ thần kinh và X quang phổi rất là nặng, nhu cầu thở oxy tăng cao. Và mình sẽ thấy về cái thuốc chống đông thì nó sẽ thay đổi tùy theo cái mức độ nặng của bệnh nhân. Thì cái bản tổng hợp này mình sẽ thấy nếu bệnh nhân người nhiễm mà không có triệu chứng gì hết thì không dùng kháng đông. Nhẹ thì mình chỉ dùng kháng đông dự phòng cho những cái đối tượng có nguy cơ là béo phì và có bệnh lý nền. Còn trung bình thì sẽ có cái liều dự phòng tăng cường. Đây là cái liều chút nữa mình sẽ nói, và nó cũng giống như cái liều gọi là liều trung gian trong các guideline của quốc tế. Và nặng thì sẽ là xài cái liều điều trị. Còn nguy kịch thì nếu có kèm theo giảm đông thì điều trị dự phòng, nếu không có giảm đông thì điều trị liều điều trị. Thì đây là cái việc lựa chọn kháng đông dự phòng trên bệnh nhân nội viện dựa vào phân loại mức độ nặng của bệnh nhân COVID-19. Thì mình sẽ thấy là mức độ nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch như hồi nãy mình có nói. Và phía bên phải này sẽ là dựa vào kết quả xét nghiệm, ví dụ như là mình dựa vào CRP, ferritin, D-dimer, interleukin để mình biết là cái nào thì mình sẽ điều trị dự phòng và cái nào thì mình sẽ điều trị liều điều trị.
Và cái việc lựa chọn thuốc kháng đông thì cũng ưu tiên dùng enoxaparin và tùy thuộc vào cái BMI cũng như độ lọc cầu thận mà mình sẽ có cái việc lựa chọn các cái thuốc kháng đông khác nhau. Vì thời gian không cho phép cho nên là tôi xin phép được lướt qua cái slide này. Quý đồng nghiệp có thể load cái guideline của Bộ Y tế xuống để mà tham khảo thêm. Thì ở đây mình sẽ thấy rằng là cái việc mà lựa chọn kháng đông dự phòng trên bệnh nhân xuất viện thì người ta sẽ thấy cái sử dụng thuốc chống đông đến khi lâm sàng và xét nghiệm ổn định hoặc là D-dimer nó giảm dưới 2 lần. Mình chỉ duy trì cái chống đông sau khi xuất viện nếu như bệnh nhân có những cái một trong các điều kiện sau. Thứ nhất là bệnh nhân thuộc cái nhóm nguy cơ cao bị huyết khối hoặc là bệnh nhân đã bị huyết khối rồi. Thì đây là cái khuyến cáo của Bộ Y tế đối với bệnh nhân lọc máu hoặc là ECMO hoặc là bệnh nhân phụ nữ có thai thì người ta cũng có Bộ Y tế cũng hướng dẫn rất là kỹ thì đối tượng nào thì sẽ điều trị như thế nào. Tôi xin phép được lướt qua cái slide này và để mà đỡ rối thì tôi xin phép được giới thiệu với quý đồng nghiệp cái bảng so sánh sự khác biệt giữa hướng dẫn thế giới và Việt Nam. Thì mình sẽ thấy rằng là quốc tế người ta chỉ phân ra có 2 mức độ thôi, là bệnh nhân cần phải nhập ICU và bệnh nhân không ICU. Nhưng Việt Nam mình thì chia tới 4 mức độ là nhẹ, trung bình, nặng và nguy kịch. Và đối với quốc tế thì hầu hết tất cả các bệnh nhân mà nhập viện thì đều cần dự phòng kháng đông cả, trừ những trường hợp có chống chỉ định. Còn ở Việt Nam thì bắt đầu dự phòng kháng đông từ cái mức trung bình trở lên. Và cái thuốc dự phòng và cái liều dự phòng như thế nào thì người ở cả Việt Nam lẫn quốc tế đều ưu tiên sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp. Và cái liều mà người ta gọi là liều dự phòng hay còn gọi là liều chuẩn thì nó sẽ ở Việt Nam thì sẽ sử dụng cho những cái trường hợp COVID nhẹ. Liều trung gian và thì dành cho những ở Việt Nam á, thì dành cho những cái giai đoạn nhẹ và nguy kịch mà có giảm đông. Còn liều điều trị á, thì cái liều điều trị đối với quốc tế sẽ tùy khuyến cáo từng cái hiệp hội chuyên khoa. Đối với NIH á, thì người ta sẽ cho bệnh nhân dùng cho những cái bệnh nhân mà nội trú không có ICU đang xài oxy liều thấp và có D-dimer cao thì người ta sẽ xài cái liều điều trị. Còn liều điều trị ở bên bên quốc tế bên Việt Nam á, thì dành cho trường hợp mức độ nặng hoặc là mức độ nguy kịch khi không có giảm đông. Về cái thời gian dự phòng thì ở quốc tế thì người ta dự phòng trong thời gian nằm viện và đối với Việt Nam á, thì cái liều dự phòng là dùng từ 7 đến 10 ngày, liều điều trị là dùng từ 2 đến 6 tuần nếu có bằng chứng huyết khối. Thì mình sẽ dùng từ kéo dài hơn từ 3 đến 6 tháng. Và cái dự phòng ngoại viện thì người ta không có khuyến cáo và người ta ưu tiên là NOAC. Và nếu có dùng thì mình sẽ dùng cho những cái đối tượng là nguy cơ cao và được cân nhắc thấy rằng là dự phòng sẽ mang lại lợi ích nhiều hơn là cái nguy cơ xuất huyết. Và nếu dùng thì từ 14 đến 30 ngày. Còn ở Việt Nam á, thì người ta khuyến cáo, Bộ Y tế khuyến cáo rằng là nhóm nguy cơ huyết áp cao thì mình sẽ xài trong 2 đến 6 tuần và nhóm có huyết khối thì mình sẽ dùng từ 3 đến 6 tháng. Chúng tôi xin được qua cái phần cũng khá là quan trọng là những cái điều cần lưu ý ở người cao tuổi bị COVID-19 có kèm theo cái thuyên tắc huyết khối. Thì cái xin được nói qua sơ cái phần mà COVID-19 ở người cao tuổi thì mình sẽ thấy rằng là cái tỷ lệ nhập viện cũng như là cái tỷ lệ tử vong của bệnh nhân COVID-19 nó sẽ tăng lên theo tuổi. Và nếu mình so sánh với cái nhóm tuổi từ 18 đến 29 tuổi thì cái người mà trên 65 tuổi cái tỷ lệ nhập viện nó tăng gấp 5 lần và tỷ lệ tử vong nó tăng gấp 90 lần. Và người ta thấy rằng là 10 ca tử vong ở Mỹ thì 8 ca là ở người cao tuổi từ 65 tuổi trở lên. Và đối với người cao tuổi thì cái quá trình lão hóa tích tuổi học nó làm cái suy giảm cái hệ thống miễn dịch cũng như là hệ thống hệ tiêu hóa, hệ hô hấp. Còn quá trình bệnh nhân bị suy yếu, cái tình trạng bệnh đồng mắt và cái nguy cơ bị sản cao
Ba cái yếu tố này nó sẽ ảnh hưởng lên người cao tuổi bị COVID-19 và nó sẽ làm tăng cái tỷ lệ tử vong ở người cao tuổi bị COVID-19 lên. Và đây là cái biểu đồ cho thấy những cái bệnh đồng mắt ở bệnh nhân bị nhiễm COVID-19, thì mình thấy nhiều nhất sẽ là cái bệnh viêm phổi hoặc là cúm, rồi tới đái tháo đường, tới cái bệnh thận tụng, bệnh thận cấp và những cái bệnh lý khác, ví dụ như hen suyễn về phổi và bệnh thận mạn. Thì đối với bệnh đồng mắt á, thì cái bệnh đồng mắt nó cũng sẽ làm tăng cái nguy cơ nhập viện của bệnh nhân COVID-19 lên, và mình sẽ thấy rằng là nếu mà bé béo phì á, thì cái nguy cơ nhập viện tăng 4,5 lần. Nếu mình có hai bệnh đồng mắt nó tăng 4,5 lần luôn, và nó từ ba bệnh trở lên thì cái nguy cơ nhập viện của nó là tăng 5 lần. Và mình sẽ thấy rằng là cái người cao tuổi mà không có suy yếu, khi mà người ta bị một cái bệnh cấp tính như COVID-19, người ta sẽ bị suy giảm các hoạt động chức năng nhưng mức độ suy giảm ít và cái khả năng hồi phục nhanh, thời gian nhập viện của người ta cũng ngắn. Nhưng đối với những người cao tuổi suy yếu thì người ta bị suy giảm chức năng rất nhiều khi có cái biến cố nhiễm trùng, đặc biệt là cái bệnh COVID-19 này, và thời gian nằm viện của người ta dài hơn, cũng như là cái khả năng mà hồi phục chức năng về lại bình thường rất chậm và thường là nó không về lại được bình thường như là trước khi bị cái bệnh COVID-19. Vì vậy cho nên rằng là đối với bệnh nhân cao tuổi suy yếu mà bị COVID-19, cái khuyến cáo là mình nên, đối với người cao tuổi khi bị COVID-19 rồi thì mình cũng nên đánh giá người ta có bị suy yếu hay không, bởi vì cái suy yếu nó sẽ làm giảm cái, nó làm dự hậu xấu hơn và nó làm tăng cái nguy cơ tử vong. Và trong trường hợp đó thì mình cần phải có một cái sự trao đổi, chia sẻ, cùng trao đổi để mà chia sẻ, để mà đưa ra quyết định giữa cái ngày người thầy thuốc với bệnh nhân và gia đình bệnh nhân trong cái kế hoạch chăm sóc và hồi sức bệnh nhân COVID-19 cao tuổi. Và mình thấy biết rằng là cái người cao tuổi khi mắc COVID-19 và hoặc là khi bị nhiễm, bị có các cái biến cố thuyên tắc huyết khối thì các cái triệu chứng của nó cũng không có điển hình, bởi vì nó khó khai thác bệnh sử chính xác, rồi thay đổi sinh lý theo tuổi, rồi kèm theo bệnh đồng mắt, thành ra biểu hiện lại càng không điển hình và triệu chứng thì có thể nhẹ, nó không tương xứng với cái mức độ nặng của bệnh. Và một cái điều tôi cần nhắc là trong bệnh nhân cao tuổi COVID-19 mà bị thuyên tắc huyết khối thì mình lưu ý rằng là cái D-dimer mà cái giá trị cutoff á, mình nên điều chỉnh nó theo tuổi. Thường thường thì chúng tôi sẽ lấy cái số tuổi nhân với lại 10 microgram trên lít để mà mình ra cái cutoff D-dimer để mà mình chẩn đoán cái bệnh VPE. Và đối với bệnh nhân mà cao tuổi bị COVID-19 mà có D-dimer cao trên 1 mg trên 1 lít á, thì mình phải lưu ý là cái lưu đồ của mình là mình phải đánh giá cái khả năng mà bị bệnh, cái tiền test trên lâm sàng ở mức độ nào để mình có thể có cái hướng điều, cái plan về cái chẩn đoán hình ảnh như thế nào. Thì đối với những cái bệnh nhân nguy cơ cao và cái chức năng thận mà còn ca tốt đó, thì mình nên làm CT scan. Còn nếu đối với những bệnh nhân mà chức năng thận không tốt thì mình sẽ ưu tiên đánh giá gián tiếp qua cái siêu âm chẳng hạn. Và nếu nguy cơ rất cao quá, không có điều kiện làm CT scan thì mình vẫn phải khởi đầu cái điều trị kháng đông cho những cái bệnh nhân này. Thì đối với những bệnh nhân cao tuổi thì mình thấy tuổi cao nó sẽ là một cái yếu tố nguy cơ của cái bệnh, của cái nguy cơ VTE. Và giống như hồi nãy chúng ta nói á, thì cái bệnh nhân mà bị cao tuổi mà bị VTE á, thì nó sẽ có thường khó mà xác định chẩn đoán thường dễ bị bỏ qua và điều trị thì phức tạp hơn, tiên lượng cũng kém hơn và cái việc điều trị dự phòng huyết khối nó cũng sẽ gặp khá nhiều khó khăn. Cái câu hỏi đặt ra rằng là có nên dự phòng cái điều trị kháng đông cho những cái bệnh nhân cao tuổi hay không, thì tôi xin nhắc lại rằng là tuổi cao nó không phải là chống chỉ định của dùng kháng đông, tuy nhiên nó đòi hỏi người thầy thuốc phải cẩn trọng trong cái việc điều trị dự phòng thuốc kháng đông, vì bệnh nhân cao tuổi sẽ có cái tình trạng tương tác thuốc do có cái đa bệnh, có cái đa thuốc, và bệnh nhân cao tuổi thường giảm độ thanh thải creatinine và các cái thuốc và thì nó sẽ thay đổi tính chất dược lý do cái tình trạng suy giảm chức năng gan thận theo tuổi.
Rồi người cao tuổi thì thường có trọng lượng thấp, nhẹ cân, rồi nguy cơ té ngã cao, cho nên dùng kháng đông thì nguy cơ chảy máu nội sọ ở bệnh nhân cao tuổi cũng tăng lên. Vậy nếu mình dự phòng VTE ở người cao tuổi thì mình cần cân nhắc chuyện gì? Thì đầu tiên hết là cân nhắc về cái hiệu quả của kháng đông. Thứ hai nữa là mình cân nhắc cái nguy cơ xuất huyết, và mình phải cân nhắc đối với những cái đối tượng cao tuổi có suy giảm nhận thức và khả năng vận động. Thì đối với về hiệu quả của kháng đông, cái câu hỏi đặt ra là mình có nên đánh giá cái hiệu quả kháng đông bằng cách đo cái kháng 10A hay không? Thì ở đây thì chúng tôi xin nói rằng là cái việc mà theo dõi cái anti-XA nó không cần chỉ dùng cho những trường hợp đặc biệt, đó là những bệnh nhân thai kỳ, những bệnh nhân suy thận, những bệnh nhân béo phì, những bệnh nhân có cân nặng quá gầy ốm quá thấp, và những người cao tuổi mà thôi. Thì ở đây thì cái trong trường hợp mình xài liều điều trị thì mình lưu ý rằng là nếu mà mình dùng 2 lần một ngày thì cái range mà của cái anti 10A là mình nên giữ ở cái mức là 0.5 đến 1.2. Còn nếu mình dùng 1 lần một ngày thì mình giữ nó ở khoảng 1 đến 2. Và ở trong trường hợp dự phòng thì mình giữ nó ở 0.2 đến 0.6 đơn vị trong 1 ml. Một cái chuyện nữa là về nguy cơ xuất huyết. Thì đối với những bệnh nhân suy thận nặng nè, những bệnh nhân có rối loạn chức năng gan, thì cái việc điều trị dự phòng bằng thuốc kháng đông nên cân nhắc, mà lúc đó mình có thể dự phòng bằng các cái biện pháp không phải dùng thuốc. Và người ta thấy rằng là đối với những bệnh nhân mà cao tuổi, suy yếu, có cái cân nặng thấp thì cái nguy cơ chảy máu nó cao hơn nhiều, mặc dù là mình đã cẩn trọng để giảm liều, và cái khả năng gây hematom và khi mà mình tiêm dưới da cái heparin trọng lượng phân tử thấp nó cũng cao hơn ở những cái đối tượng này. Và những cái bệnh nhân mà suy giảm nhận thức á, thì còn nếu mà người ta kích động thì nó sẽ làm cho việc tiêm thuốc khó khăn. Còn cái bệnh nhân mà bị suy giảm khả năng nhận thức thì mình luôn luôn nhớ là mình phải có một cái đồng thuận với lại bệnh nhân và gia đình người bệnh để mà có điều trị cho nó an toàn và hiệu quả. Những bệnh nhân mà khó giảm khả năng vận động thì cái hiệu quả của người ta đối với những cái đối tượng này, ví dụ như là đã có giảm cái ADL, AIDL tức là khả năng hoạt động chức năng nhiều, thì đây là một cái thách thức và cũng cần có một sự share decision making, tức là chia sẻ và cùng đưa ra quyết định giải thích với người nhà trước khi mình sử dụng. Và mình sẽ thấy rằng là trong các cái guideline điều trị kháng đông phòng ngừa VTE ở người cao tuổi thì thường là mình đối tượng cao tuổi cả, và cái nhóm người cao tuổi nào thì cái heparin trọng lượng phân tử thấp được ưu tiên lựa chọn, đó là những bệnh nhân mà có ung thư hoặc là có tiền căn có bệnh hội chứng động mạch vành cấp, hoặc là đã có PCI trước đó rồi, hoặc là bị nhân có phải cần dùng điều trị kháng kết tập tiểu cầu do các cái bệnh dùng kháng đông do các bệnh tim mạch. Bệnh còn đó là những cái trường hợp mà ưu tiên lựa chọn heparin trọng lượng phân tử thấp. Và đối với người cao tuổi thì mình luôn luôn lưu ý là phòng ngừa cái biến cố xuất huyết bằng gan có nhiều bệnh nền kèm theo hoặc là suy chức năng đa cơ quan. Chúng tôi xin được kết thúc cái bài báo cáo này bằng một số các cái thông điệp cần nhớ sau. Thứ nhất là cái người cao tuổi thì nó có cái tỷ lệ mắc COVID-19 cao, nguy cơ bệnh nặng và nguy cơ tử vong cao. Và cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối ở bệnh nhân COVID-19 nó tăng theo tuổi. Vì vậy cho nên mình chú ý cần phải đánh giá nguy cơ tầm soát VTE ở cái người cao tuổi mắc COVID-19 nằm viện. Và heparin trọng lượng phân tử thấp sẽ được ưu tiên sử dụng trên đối tượng bệnh nhân ở COVID trong tất cả các cái khuyến cáo ở quốc tế lẫn Việt Nam. Và heparin trọng lượng phân tử thấp là kháng đông duy nhất được chỉ định trên các cái đối tượng đặc biệt như là cao tuổi, chạy thận, sản phụ, trẻ em. Và ngay cả khi bệnh nhân đang điều trị nội áp, người ta cũng khuyến cáo nên chuyển sang heparin trọng lượng phân tử thấp khi có cái biến cố VTE ở bệnh nhân COVID-19. Và cái chế độ liều điều trị kháng đông cho người bệnh COVID-19 sẽ tùy thuộc vào độ nặng của bệnh, nằm ICU hay. Nhưng chúng ta lưu ý cái liều điều trị
có D-dimer tăng, còn liều dự phòng là cho bệnh nhân nguy kịch nằm ICU. Một cái khuyến cái thông điệp chúng tôi muốn gửi đến quý đồng nghiệp đó là tuổi cao không phải là chống chỉ định dùng kháng đông. Tuy nhiên, người ta cần chúng ta cần phải cá thể hóa điều trị, cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ và phải dự phòng các cái biến cố xuất huyết để làm tăng cái tính hiệu quả và an toàn của cái việc điều trị kháng đông ở người cao tuổi. Và đây là cái bản tóm tắt để đồng nghiệp mình nhớ là đối với bệnh nhân COVID-19 thì cái COVID-19 nó làm tăng cái nguy cơ thuyên tắc huyết khối tĩnh mạch, nó không làm tăng nguy cơ xuất huyết. Và cái việc dự phòng kháng đông là cần phải dự phòng, các cái nguyên tắc dự phòng như thế nào và thời gian điều trị dự phòng ra sao và cũng như là lựa chọn loại thuốc nào đã được trình bày trong báo cáo vừa qua. Xin rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý đồng nghiệp. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo rất là hay của cô Ngọc Thể. Thì qua bài báo cáo này thì chúng ta cũng thấy rõ một cái vấn đề là cái cơ chế hình thành huyết khối trong các bệnh COVID-19 thì nó vô cùng là phức tạp và nó có nhiều các cái thành phần mà cùng tham gia. Nó khác hẳn với các cái bệnh lý nội khoa khác. Về cái cơ chế chung thì chúng ta thấy là đây là một cái tình trạng là gây huyết khối miễn dịch. Cái thứ hai, chúng ta cũng thấy rõ là cái tần suất xuất mà của những người bị huyết khối đó, ở trong bệnh nhân COVID thì nó là đặc biệt là cao, ở nhất là trong cái vùng phổi. Ngoài ra thì chúng ta cũng thể gặp ở bất cứ những nơi nào, cơ quan nào trong cơ thể, kể cả động mạch và cả tĩnh mạch, vân vân. Thế cho nên là cái vấn đề mà chúng ta cần phải luôn luôn chú ý đến vấn đề mà huyết khối ở bệnh nhân COVID là đặc biệt là cần thiết, và nhất là trên những bệnh nhân cao tuổi, những người có cái khả năng có cái nguy cơ cao hơn những cái đối tượng khác về vấn đề mà tạo thành cái hình thành huyết khối. Và từ đấy thì chúng ta thấy rằng cái vấn đề về điều trị và dự phòng kháng đông ở bệnh nhân COVID, đặc biệt là người cao tuổi, thì chúng ta luôn luôn phải cân nhắc giữa cái lợi ích của nó và cái biến chứng của nó có thể xảy ra, nhất là cái biến chứng xuất huyết ở trên những cái cơ quan quý phái, ví dụ như là bị xuất huyết não chẳng hạn. Cho nên chúng ta phải lựa chọn cái loại thuốc nào đó cho phù hợp. Mà ở đây thì chúng ta thấy rõ ràng là cái heparin trọng lượng phân tử thấp luôn luôn là một cái lựa chọn tối ưu cho các cái đối tượng đặc biệt là giống như là bệnh nhân COVID cao tuổi. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là có một cái sự khác biệt rất lớn giữa cái guideline của Bộ Y tế của Việt Nam so với các cái guideline trên thế giới. Cái điều này thì tôi cũng muốn nhấn mạnh thêm, đó là do cái sự khác biệt về cái chống dịch của chúng ta trong thời gian vừa qua. Đối với các cái quốc tế thì chúng ta thấy là các cái nơi mà luôn luôn có những cái nghiên cứu lớn đó, thì người ta, ví dụ như ở châu Âu và Mỹ, thì người ta đối xử với lại cái quản lý cái bệnh COVID nó sẽ khác. Thông thường thì khi những cái bệnh nhân mà được chấp nhận nhập viện ở các cái quốc gia đó thì phần lớn là những bệnh nhân đã có những cái biến chứng về hô hấp, về tình trạng tăng viêm, tăng đông rồi. Thế còn đối với chúng ta thì chúng ta đã có một cái giai đoạn là tất cả các bệnh nhân F0 đều là phải nhập viện và quản lý. Chính vì vậy cho nên là chúng ta thấy là cái guideline của chúng ta đã sử dụng thuốc kháng đông ở trên những cái bệnh nhân mức độ nhẹ nó sớm hơn rất nhiều so với lại các cái guideline trên thế giới, thì chúng ta cũng nên bám vào cái khuyến cáo của Bộ Y tế. Tuy nhiên là mỗi một cái giai đoạn và mỗi một đối tượng thì chúng ta cũng sẽ điều chỉnh ở cái liều thuốc và chọn cái cách chọn lựa thuốc. Thứ hai thì tôi cũng xin nhắc lại là nếu có quý vị nào có cái câu hỏi đặt cho báo cáo viên thì các bạn sẽ có thể gửi vào cái hộp Q&A này. Rồi từ đó và khi mà đến phần mà thảo luận, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Tiếp theo thì xin mời thạc sĩ bác sĩ Bùi Thị Hạnh Duyên, trưởng khoa ICU của Bệnh viện Đại học Y Dược, sẽ báo cáo tiếp về bài về vấn đề điều trị viêm phổi thở máy do các vi khuẩn gram âm tăng. Xin mời thạc sĩ. Kính thưa thầy chủ tọa đàm, kính thưa quý đồng nghiệp, thì hôm nay tôi cũng hân hạnh có cơ hội được cái trình bày về cái việc mà điều trị viêm phổi do thở máy do vi khuẩn gram dương. Thì cái bài trình bày này cũng được sự tài trợ của công ty Sanofi.
nhân viên phụ thở máy cũng như kháng sinh điều trị, việc lựa chọn liều lượng tác dụng phụ và theo dõi cái nồng độ điều trị để đạt được cái hiệu quả điều trị tối ưu. Thì đầu tiên tôi cái đồng cũng như ở bệnh viện ở vùng châu Á, thì chúng ta đây là một cái nghiên cứu của Unstop Study, là nghiên cứu ở cái vùng châu Á của chúng ta. Thì chúng ta thấy là có hai cột, chúng ta thấy một cột là viêm phổi cộng đồng và đây là cái viêm phổi bệnh viện. Thì tất nhiên là cái viêm phổi cộng đồng, cái tỷ lệ nhiễm của cái MRSA nó sẽ không cao bằng cái nhiễm viêm phổi bệnh viện, mà cái tỷ lệ của nhiễm phổi cộng đồng và MRSA của Việt Nam cũng đứng cái hàng cũng khá cao, đứng chắc cũng hàng thứ ba so với các nước ở vùng châu Á nằm trong nghiên cứu này. Có một số nước thì tương đối khá thấp, ví dụ như Hồng Kông chỉ có 8,5% hoặc là Thái Lan, nhưng mà ở Việt Nam mình thì chiếm tới 30,1%. Còn ở những cái viêm phổi bệnh viện thì nó sẽ chiếm tới 74%, cũng là một cái tỷ lệ cao ở trong những nhóm nước châu Á. Và nếu mà chúng ta nhìn cái mối tỷ lệ một cái sự kháng thuốc của các kháng sinh chống cái vi khuẩn đâm dương thì đối với hai cái những cái kháng sinh chúng ta thường dùng đó là cái vancomycin hoặc là cái tocopherolin thì cái viêm phổi cộng đồng như viêm phổi bệnh viện thì cũng may mắn là cái tỷ lệ kháng thuốc nó ở mức là 0%. Thì cái nghiên cứu này nằm ở 2011, và trong thời đại COVID thì chúng ta thấy là khi mà bệnh nhân nằm COVID thì mới vô có thể là bệnh nhân sẽ chưa nhiễm, nhưng mà theo thời gian nằm viện thì cái tỷ lệ nhiễm và thấy cái này lên ban đầu nó chỉ có thể là từ ngày thứ ba chỉ có thể là 0,6%, nhưng mà tăng dần theo thời gian nằm viện nó có thể lên tới 5,7%. Thì nó có rất là nhiều yếu tố nguy cơ gây nhiễm cái NSA, chẳng hạn như các chúng ta sẽ dùng cái dịch vụ y tế trước đó, như là sống ở nhà điều dưỡng hoặc là nhập viện trước đó, hoặc là chúng ta có tiền sử nhiễm cái MRSA hoặc là cái Clostridium difficile, hoặc là nhiễm khuẩn trong vòng 3 tháng trước, nhiễm enterococci kháng vancomycin, hoặc là chúng ta sử dụng kháng sinh gần đây cũng làm tăng cái nguy cơ nhiễm MRSA. Rồi bệnh nhân có những cái bệnh đồng mắt như những cái sang thương da, những cái vết thương loét tiền đề, cái này thường gặp ở những cái bệnh nhân già lớn tuổi, và đặc biệt là những bệnh nhân có tai biến hoặc là một số bệnh nhân COVID-19 mà nằm trong các khu cách ly. Thì chúng ta thấy điều trị thì cái lực lượng mà thiếu nhân lực y tế và cái việc mà xoay trở những bệnh nhân thở máy đó thường cũng không phải là đạt được cái mức độ tối ưu như những giai đoạn chúng ta không có dịch. Thành ra cái việc mà nhiễm cái vết thương loét tiền đề rất là nhiều, khá nhiều bệnh nhân là sẽ gọi là giai đoạn hậu nhiễm, mà nhiễm trùng COVID đã hết rồi, cai máy thở thì chúng ta lại phải chuyển sang cái việc chăm sóc đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạng cùng cái đường truyền tĩnh mạch trung tâm thì cũng rất là dễ nhiễm MRSA. Thì chúng ta có những cái kháng sinh điều trị mà kháng vi khuẩn đâm dương, chúng ta có nhóm glycopeptide thì gồm có vancomycin và tocopherolin. Do cái việc mà chúng ta có khả năng là bị kháng thuốc, thành ra là cái việc mà chúng ta xác định được cái MIC để xác định là cái vi khuẩn nó có nhạy cảm với lại cái thuốc hay không, thì với cái vancomycin thì cái MIC mà cao thì được xác định là MIC lớn hơn bằng 1 mg trên lít bằng cái phương pháp nếu test. Thì với test thì cái MC lớn hơn 1.5. Tuy nhiên là với các loại staphylococcus khác hoặc là các đâm dương khác thì cái MAC mà trên 1 vẫn có thể là còn nhạy cảm, hay có thể là từ 2 đến 4 vẫn còn nhạy cảm, dưới 4 còn nhạy cảm. Thành ra cái chúng ta thấy là cái MAC mà nó càng cao thì cái tỷ cái OR 3 lần cái tỷ nguy cơ cái nghiên cứu ở bên bệnh viện Chợ Rẫy về các mẫu đàm của những bệnh nhân cấy ra cái Staphylococcus aureus phân bố của cái màu vancomycin và màu xanh dương tocopherolin, thì cái tỷ lệ cho từ cái MIC từ 0.5, 0.75 đến 1 và 1.5 đến 2. Thì cái đa số thì nó sẽ dưới từ 0.5 đến 0.75, hoặc dưới 1 thì nó còn nhiều. Cái mà cũng may là cái tỷ lệ trên
trên 2 thì không có 0%, và tỷ lệ 1,5% thì 1.5 thì cũng có một tỷ lệ là với vancomycin là 10% và cái tecolanin là 2%. Vậy thì chúng ta sẽ có cái quyết định lựa chọn kháng sinh như thế nào khi chúng ta có một số kháng sinh để sử dụng? Thì cái việc lựa chọn kháng sinh cho vi khuẩn trầm dương thì nó người ta cho rằng là không có nhiều dữ liệu cho việc chọn lựa kháng sinh cho vi khuẩn trầm dương, do cái đối với vancomycin đó, thì linazolid thì nó có nhiều nghiên cứu hơn so với cái tecoplanin, và người ta nghiên cứu hai cái nhóm này thì hai kháng sinh này có hiệu quả lâm sàng và tương tự nhau. Một số cái trường Việt Nam chưa có như telavacin hay là ceftaroline hoặc là tedizolid, và cái daptomycin như đã nói hồi nãy nó bị bất hợp với sự phát tăng, thành ra nó sẽ không có nằm trong cái nhóm điều trị cho bệnh nhân viêm phổi cho nhóm răm dương. Thì những guideline từ UK thì cũng cho thấy là việc mà chúng ta sử dụng linazolid hay là vancomycin thì so sánh giữa hai cái kháng sinh này cũng chưa chứng minh được cái nào hiệu quả điều trị hơn cái thuốc còn lại. Và cũng nhấn mạnh về không sử dụng daptomycin cho điều trị cho viêm phổi. Bây giờ tôi sẽ đi qua một số cái nghiên cứu hoặc là một số cái tổng quan phân tích metalizic để xem các bằng chứng về các kháng sinh của chúng ta như là linazolid hoặc lycopeptide thì nó có hiệu quả chống cái MRSA nó sẽ như thế nào và cái nào tốt ưu hơn. Thì đây là một cái meta-analysis của các gồm các RCT thì so sánh hiệu quả của linazolid so với lycopeptide sẽ gồm là vancomycin và tecoplamin trong cái viêm phổi bệnh viện. Thì cái meta-analysis này analysis này thì nó có gồm 8 cái RCT bao gồm 1641 bệnh nhân. Thì cái nghiên cứu cho thấy là cái linazolid không hơn nhóm chung nói chung về cái lycopeptide về các mặt như điều trị lâm sàng. Thì RR thì cũng là 1 với CI từ 0.97 đến 1.1. Đến 12 cũng như ảnh hưởng lên cái tỷ lệ tử vong cũng không có sự khác biệt. Với R là 0.91, với CI từ 0.69 lên 1.18 và B là 0.47. Nếu mà phân tích dưới nhóm cho chỉ cái nhóm MSA không, MSA cũng là không khác biệt. Với R là 5, B là 0.09, cũng không khác biệt so với nhóm không MSA. Với RR là 0.95, CI là từ 0.83 tới 1.09, với B là 0.48. Về cái nguy cơ tác dụng phụ thì nó cũng không khác biệt giữa hai nhóm. Với cái CI là từ 0.86 đến 1.07. Và các RCT cũng không ủng hộ là cái có tính nào ưu việt hơn của linazolid so với các lycopeptide trong cái điều trị viêm phổi bệnh viện. Do đó cái nghiên cứu này người ta kết luận là cái việc khuyến nghị chữa lựa chọn là cái linazolid hoặc cái lycopeptide thuốc nào nó có hiệu quả cái so sánh linazolid so với vancomycin và tecoplanin trong cái viêm phổi bệnh viện. Thì đây là người ta so sánh giữa linazolid và lycopeptide thì cái hiệu quả điều trị của linazolid và lycopeptide thì không có hiệu quả khác biệt về điều trị lâm sàng cũng như về mặt vi sinh học, thì chúng ta thấy là cái trên cái hình này thì nó sẽ đi qua cái tuần số 1. Dưới hình đây cũng dưới vậy, nó cũng sẽ đi qua thứ 1. Thì về mặt điều trị và lâm sàng cũng như về tuyệt trùng các vi sinh học thì nó cũng không có sự khác biệt. Về vi sinh cũng như là về mặt nguy cơ tử vong của hai cái nhóm này. Nếu mà người ta so sánh riêng hai trong cái nhóm lycopeptide mà so sánh riêng giữa hai nhóm tecoplanin và cái vancomycin thì cái tecoplanin và vancomycin thì cái hiệu quả điều trị về lâm sàng cũng như vi sinh cũng như tỷ lệ tử vong thì nó đều tương tự nhau. Chúng ta thấy là cái nằm cách ngay cái vị trí số 1 ở đây. Rồi, bây giờ tôi xin phép tiếp tục về cái vấn đề là theo dõi nồng độ thuốc. Thì chúng ta biết là để đạt được cái hiệu quả điều trị
nhưng mà chúng ta lại không có làm độc tính hay là tác dụng phụ của thuốc nhiều, thì chúng ta cần theo dõi nồng độ đường mềm để chúng ta và cái tức là đầy đủ dữ liệu thì nó ra con số của chúng ta. Đó là cách tính mà các dược lâm sàng hay sử dụng, hoặc là chúng ta sử dụng cái phần mềm Bayesian dựa trên một hai nồng độ vancomycin, và trong đó phải ít nhất là có một nồng độ đấy để ước tính cái AUC này. Thì chúng ta cái phần mềm này thường nó phải mua và nó cũng thường là khá mắc. Đây là có một cái số cái phần mềm hoặc cái công thức tính toán để chúng ta tính toán, thì chúng ta phải nhập các thông số và yêu cầu theo yêu cầu của phần mềm, và chúng ta sẽ nhập cái nồng độ thuốc, vẽ ra cái liều thuốc mà chúng ta mong muốn, và nó có một số cái phần mềm để có thể theo dõi nồng độ thuốc. Thì chúng ta tôi chỉ giới thiệu qua đây để các quý đồng nghiệp có thể biết được là có một số cái phần mềm như vậy. Và trước đây chúng ta hay sử dụng theo cái guideline cũ năm 2009 thì là có mình sẽ được khuyến cáo là sử dụng theo dõi nồng độ đáy, và nồng độ đáy mục tiêu là từ 15 đến 20 nanogram trên ml ở bệnh nhân. Tinh thần theo dõi nồng độ đáy mục tiêu như vậy thì có thể sẽ sử dụng để cái MIC, cái AUC trên MIC là lớn hơn 400 đến 600. Và khuyến cáo nên theo dõi nồng độ vancomycin ở tất cả bệnh nhân có nguy cơ độc thận hoặc là bệnh nhân điều trị vancomycin dài. Truyền đến mạch liên tục so với cái vancomycin truyền huyết quản, thì trong một số trường hợp mà chúng ta truyền tĩnh mạch liên tục nó không đạt được cái mục tiêu thì chúng ta có thể sử dụng truyền tĩnh mạch vancomycin liên tục. Thì các bạn bắt đầu chúng ta sẽ dùng cái liều tải là 15 đến 20 ml cứ được một cái nồng độ ổn định là từ 20 đến 25 mg trên lít, xem xét là mình độ ổn định đo được đã được nhân cho 24. Thì cái phương pháp này tương đối nó dễ hơn và các bác sĩ chúng ta có thể sử dụng được, tại chúng ta không cần phải dùng phần mềm hoặc là không phải dùng các công thức phức tạp, chúng ta chỉ cần cái quy tắc tâm suất chúng ta có thể tính được. Mình đưa từ là 400 đến 600, từ mục tiêu là AUC là 500. Do đó cái liều duy trì chúng ta lấy là liều 40, thì sẽ là 40 nhân 50 sẽ là 2000mg cho 24 giờ. Thì ban đầu chúng ta sẽ sau khi truyền hết một liều tải 1000mg này thì chúng ta bắt đầu truyền liên tục cái liều 2000mg này. Thì 2000mg này thì chúng ta nếu mà chia liên tục thì chia 24 giờ thì cái liều nó sẽ là 83,3mg một giờ. Thì thuốc chúng ta sẽ pha 2000 chia cho 240ml. Thì chúng ta sẽ chia trong 24 giờ thì mỗi giờ chúng ta sẽ có 10ml giờ. Thì với cái nồng độ pha thuốc pha là 8,3mg giờ. 83mg 1ml. Mg 1 giờ với cái nồng độ là 83mg 1ml. Xin lỗi này nó hơi xa một chút xíu. Nồng độ vancomycin tại thời điểm mất kỳ nếu chúng ta đo được nồng độ chúng ta tại vì chúng ta truyền liên tục thành ra nó sẽ không có nồng độ đáy như không có nồng độ đỉnh, và khi đó chúng ta đo bất kỳ nó sẽ như là hàng ngang vậy đó, thì chúng ta đo bất kỳ. Thì nếu trong trường hợp này chúng ta đo là 15 thì cái AUC mà 24 giờ chúng ta nó sẽ là 15 nhân 24 nó sẽ là 360. Vậy thì cái 360 này nó chưa đạt cái mục tiêu chúng ta mong muốn là 500, vậy chúng ta sẽ làm một cái quy tắc tâm suất thì chúng ta sẽ lấy 500 nhân 83,3 chia 360 thì nó sẽ ra là 115,7 chúng ta pha là 2000mg trong 240ml, chúng ta đang truyền 10ml giờ thì chúng ta tăng thêm 3,8ml giờ nữa là chúng ta truyền tốc độ 13,8ml giờ thì chúng ta sẽ hy vọng nó sẽ đạt được cái nồng độ 500, và sau khi một thời gian ổn định thì chúng ta sẽ có thể xét nghiệm lại và để coi cái nồng độ chúng ta đạt những chúng ta khi tính toán không cần phải nhờ phần mềm hoặc nhờ dược lâm sàng tính dùng. Tuy nhiên nó phức tạp một cái là nó phải truyền liên tục, có thể lên tới là
nhất là khi vượt liều vượt quá 4.000mg một ngày. Đối với tecoplanin thì như thế nào? Thì cái hoạt tính diệt khuẩn nó cũng cần cái nồng độ nó trên cái thời gian này, nó đạt cái nồng độ tối thiểu trên cái thời gian để kéo dài cái thời gian trên cái mix này. Thì cái đỉnh tối ưu, cái đích tối ưu này, cái semin hoặc là nồng độ AOC trên MAC phải là trên 610, mục tiêu là trên 610, hoặc là cái nồng độ đáy hay cái semin chúng ta nên nhạy cảm bệnh ở mức cái ranh giới. Thì cái liều tải là hoặc là chúng ta buộc phải đổi thuốc hoặc ngưng thuốc, hoặc là một số trường hợp là một tác dụng phụ gây suy thận và có thể phải dẫn tới lọc thận làm kéo dài thời gian điều trị, chi phí và tốn kém cho bệnh nhân. Thì chúng ta xem một cái nghiên cứu về cái Cochrane Review trên 24 nghiên cứu so sánh cái tecoplanin và cái vancomycin trên 2.610 bệnh nhân. Thì cái tecoplanin cho thấy là giảm cái nguy cơ độc thận so với vancomycin, thì cái RR là 0.66 và cái CI nằm từ 0.48 đến 0.9. Và tecoplanin nó nguy cơ độc thận thấp hơn ở cái nhóm bệnh nhân có sử dụng aminoglycosid cũng như ở bệnh nhân không sử dụng aminoglycosid. Và cả khi mà so với nhóm là vancomycin, dùng vancomycin có hướng dẫn bởi nồng độ trong huyết thanh, có nghĩa là nếu một số trường hợp chúng ta đã được có nồng độ thuốc kháng vancomycin rồi, chúng ta theo dõi sát, thì cái tecoplanin vẫn có thể là nó sẽ giảm được cái nguy cơ độc thận hơn cái vancomycin. Rồi một số cái tác dụng phụ thường gặp của tecoplanin như là có thể là ban da, hoặc là cái hội chứng Redman syndrome hay đỏ da. Thì lúc trước thì tôi có nghĩ là chỉ có vancomycin thôi, nhưng mà Redman syndrome mặc dù nó có ít nhưng nó vẫn có thể gây cái hội chứng Redman syndrome này. Và cái tổng cái nguy cơ tác dụng phụ nó cũng là khoảng 0.73 với CI là từ 0.5 đến 1. Rồi đây là một cái xem xét của cái linazolid, tác dụng phụ của linazolid. Thì một cái linazolid có làm gia tăng nguy cơ giảm tiểu cầu. Vì so với lycopodite thì cái gia tăng tới RR tới là khoảng 1.9, là gần 2 gấp đôi. So với vancomycin là tăng tới 2.6. Và nếu mà so với lycopodite chung, còn so với từng loại như vancomycin là tăng đến 2.6 và so với tecoplanin thì tăng tới 1.15. Cái nguy cơ giảm cái tiểu cầu do cái linazolid. Và cái kết luận là cái nghiên cứu nó cho thấy là nó không thấy cái trong nghiên cứu này nó không có chứng minh được cái ưu việt của cái linazolid so với lycopodite trong việc điều trị viêm phổi bệnh viện. Nhưng mà cái linazolid lại cho thấy là tăng gấp 2 lần nguy cơ giảm tiểu cầu và các tác dụng lên dạ dày ruột. Vancomycin và tecoplanin thì cũng có cái không có làm tăng nguy cơ suy thận hơn là cái linazolid. Thì đó là cái kết luận của cái nghiên cứu này. Thì tôi tóm qua một vài cái tác dụng phụ của cái vancomycin cũng như là cái tecoplanin và linazolid. Thì cái tác dụng động thập của vancomycin là sẽ cao hơn tecoplanin, và tác dụng độc trên tai thì nó nói là cái này là người ta nghiên cứu và người ta cũng không có thấy rõ lắm, mặc dù mình cũng hay nhắc cái tác dụng phụ này. Tuy nhiên là cái việc mà còn rõ ràng có độc trên tai không thì cái còn xem lại. Cái ban da thì vancomycin hay tecoplanin cũng có, nhưng cái ảnh hưởng lên huyết học thì chủ yếu là của cái linazolid, còn nhất là giảm tiểu cầu, còn bạch cầu thì có thể là cả hai ba cũng có thể làm giảm bạch cầu. Trong cái viêm tắc mạch huyết khối thì cái vancomycin nó có nổi bật hơn cái việc làm viêm tắc mạch huyết khối so với tecoplanin. Thì trong cái hội chứng Redman syndrome thì có một cái nghiên cứu người ta đo cái nồng độ histamine, nghĩa là người ta cho rằng cái cơ chế do làm đỏ da là do cái và thuốc nó làm phóng thích histamine, tế bào histamine ra. Thì một cái nghiên cứu này người ta vừa đo lúc mà truyền vancomycin thì cái nồng độ histamine do lúc mà thời gian đang truyền vancomycin thì cao, và người ta đo cái placebo và sau đó là người ta đo tecoplanin. Thì cái nồng độ vancomycin ở nhóm mà vừa đo placebo xong chuyển sang đo tecoplanin thì cái nồng độ cái histamine nó không có cao. Thì nó giải thích trong những cái cơ chế là có khả năng là gây cái hội chứng Redman syndrome ở cái vancomycin.
Thì tới đây thì tôi xin kết tóm tắt những cái phần ấy chính đã trình bày trong bài. Thì về các nghiên cứu trình bày cho thấy không có nhiều dữ liệu cho việc chọn lựa kháng sinh giữa các vi khuẩn đông dương. Vancomycin, tecopanin và linezolid có hiệu quả điều trị tương tự nhau. Chúng ta không sử dụng daptomycin cho viêm phổi. Chúng ta cần sử dụng liều tải với vancomycin và tecopanin đã đạt nồng độ thuốc trên MIC đã đạt được cái hiệu quả điều trị, nhất là trong các trường hợp nhiễm trùng nặng. Chúng ta có thể điều trị vancomycin truyền nước mạch ngắt quãng thay thế cho hoặc thay là truyền nước mạch liên tục, và cần theo dõi nồng độ thuốc có đạt hiệu quả điều trị và giảm nguy cơ tác dụng phụ. Vancomycin có nguy cơ độc thận cũng như là hội chứng Redman syndrome hơn các thuốc còn lại. Linezolid có nguy cơ giảm tiểu cầu và trên đường tiêu hóa nhiều hơn các glycopeptide. Thì bài trình bày của tôi đây là hết. Trân trọng xin cảm ơn sự chú ý quý thầy cô và quý đồng nghiệp. Cũng tuy nhiên cũng nhắn với bên công ty là cái việc theo dõi nồng độ rất là quan trọng, nhưng mà hiện tại cái việc theo dõi nồng độ tecopanin hầu như là không, trên lâm sàng ta chưa có thực hiện được vì chưa có thuốc của, thì không biết là công ty có thể việc triển khai cái nồng độ thuốc cho các bệnh viện để có thể theo dõi để giảm được cái độc thận mà đạt được cái hiệu quả điều trị như là chúng ta đã trình bày. Và cái nữa là cái việc mà ta thấy cái hiệu quả thì các nghiên cứu cho thấy hiệu quả tương đương, nhưng không hiểu sao thì các kháng sinh đồ hay là MAC thì của tecopanin thường thường nó không hiện diện trong các kháng sinh đồ, và do đó việc phải lựa chọn là có nên là có lựa chọn tecopanin không thì thường rất là hạn chế, do nó không có cái MAC hoặc là không có kháng sinh đồ để chúng ta có thể lựa chọn dựa trên cái bằng chứng thực tế là nó có hiệu quả trên lâm sàng. Thì xin hết và xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn bài báo cáo rất là hay để có thể áp dụng vào cái thực tiễn lâm sàng của thạc sĩ Duyên. Các câu hỏi đấy thì chúng mình cũng để lại cho hãng, lát nữa sẽ trao đổi. Tuy nhiên mình thấy rõ một cái vấn đề là hiện nay cái vấn đề mà kháng thuốc nói chung của tất cả các loại vi khuẩn thì nó đang nổi trội lên, không những chỉ ở Việt Nam mà ở trên toàn thế giới. Do vậy thì người ta đã có những cái thay đổi rất nhiều về cái quan điểm sử dụng thuốc. Ở trong đấy thì cái quan điểm làm sao là tối ưu hóa kháng sinh bằng các cái phương pháp sử dụng, các cái thay đổi về cái cách truyền thuốc, cái con đường đưa thuốc vào, cũng giống như cái cách tính toán cái nồng độ thuốc đó là đã khác biệt hoàn toàn. Và cái này thì chúng ta thấy là vancomycin vẫn là một cái thuốc rất là cổ điển, nhưng mà để cho tối ưu hóa nó thì nó phải thay đổi cái quan điểm sử dụng. Từ năm 2020 thì Tổ chức Y tế Thế giới cũng giống như rất nhiều các nghiên cứu đã xác định rằng là cái mà chúng ta cần điều trị nó hiệu quả đó thì nó phải có một cái theo dõi về nồng độ đáy, nồng độ đỉnh, cũng giống như là dựa trên các cái AOC thì chúng ta mới có thể sử dụng được. Và chúng ta biết là Staphylococcus aureus mà kháng meropenem, kháng methicillin đó thì là đang là một trong năm cái loại vi khuẩn rất thường gặp gây nên viêm phổi ở trong bệnh viện, và đặc biệt viêm phổi dưới thở máy nó cũng là một cái tác nhân mà dẫn tới các cái tỷ lệ tử vong cao. Do đó thì các bạn khi mà sử dụng cái thuốc kháng sinh, các bạn cũng phải chọn lựa một cách rất là tối ưu cộng với lại cái hiểu biết sâu để làm sao tối ưu hóa cái kháng sinh của mình. Thế tuy nhiên một cái điều mà chúng ta cũng thấy qua đây của bài của bác sĩ Duyên đó là tất cả những cái so sánh này thì người ta liên quan đến khi các cái MISA mà còn MIC của nó là còn dưới 2, có nghĩa là theo quy định của Tổ chức Y tế Thế giới và các cái hiệp hội vi sinh đó, là nó có nghĩa là cái đó nó vẫn còn đáp ứng với lại vancomycin. Còn trên thực tế chúng ta thấy là nếu mà các cái MISA mà có MIC với vancomycin mà nó dưới 1 thì điều trị ok, chứ còn trên thì chúng ta phải tính toán lại, đôi khi chúng ta phải chọn lựa những cái loại thuốc nhiệt vi khuẩn gram dương giống như tecopanin hoặc là linezolid. Có lẽ chúng ta sẽ bàn luận sâu hơn về vấn đề này trong phần thảo luận. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tới cái bài thứ ba, một cái ca lâm sàng rất là hay của tiến sĩ Dương Bích Thủy sẽ trình bày liền sau đây cho chúng ta về vấn đề mà cái ca lâm sàng trên người lớn tuổi có tổn thương, có cả bị huyết khối và cũng giống như là nhiễm khuẩn tứ phát. Xin mời tiến sĩ Thủy. Xin cảm ơn thầy Hùng. Xin chào quý tọa đoàn và các anh chị đồng nghiệp. Thì xin lỗi anh chị.
Trong cái phần thảo luận hôm nay thì tôi hân hạnh trình bày một cái ca lâm sàng về một cái trường hợp bị huyết khối và nhiễm khuẩn bệnh viện. Thì trước khi trình bày ca lâm sàng thì tôi xin có một cái vài tóm tắt về tình hình điều trị của cái bệnh cảnh COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới trong cái khoảng thời gian từ tháng 3/2020 đến tháng 12/2021. Thì là tính tới thời điểm hiện tại thì Bệnh viện Bệnh nhiệt đới đã tiếp nhận khoảng hơn 2.000 trường hợp bệnh nhân COVID-19 ở mức độ nặng và nguy kịch. Thì trong đó bệnh nhân lớn tuổi được định nghĩa là từ 65 tuổi trở lên đó, thì chiếm tỷ lệ khoảng là 50-60%. Thì với số liệu hiện có, tới thời điểm hiện giờ thì qua thống kê số liệu khoảng 932 trường hợp bệnh nhân COVID-19 từ 65 tuổi trở lên thì cũng nhận thấy rằng là cái tỷ lệ tử vong trong cái nhóm này là khoảng 30-40%. Thì phần lớn các trường hợp tử vong là nó liên quan đến bệnh cảnh nhiễm khuẩn bệnh viện. Tuy nhiên về cái đặc điểm vi sinh của cái bệnh cảnh nhiễm khuẩn bệnh viện ở những cái bệnh nhân người lớn này tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới thì có thể nó hơi khác biệt một chút xíu. Bởi vì qua các mẫu bệnh phẩm từ đàm, từ máu và kể cả nước tiểu thì thấy là hầu như là vi khuẩn gram âm như là Acinetobacter pulmoniae, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa là những cái tác nhân thường gặp. So với cái tác nhân là tụ cầu vàng Staphylococcus aureus thì cái số trường hợp phải nói là hầu như nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Song song với những cái vi khuẩn gram âm thì mình thấy là nổi trội đó là cái tác nhân nấm Candida thường gặp ở những cái bệnh nhân COVID-19. Kế đó thì ở bệnh nhân mà gọi là nhiễm trùng tiểu bệnh viện á, thì cái tác nhân cũng là một cái vi khuẩn gram dương, tuy nhiên đó là cái chủng mà Enterococcus faecalis hoặc faecium thì lại là những cái tác nhân nổi trội hơn so với Staphylococcus aureus. Từ đó cho thấy là về cái vấn đề mà quản lý sử dụng kháng sinh cũng như là quản lý nhiễm khuẩn bệnh viện thì như bác sĩ Hạnh Duyên đã nhấn mạnh, chuyện này nó sẽ thay đổi tùy theo cái đặc điểm vi sinh của từng đơn vị. Và một trong những cái nguyên nhân mà tử vong ở cái nhóm bệnh nhân mà COVID-19 lớn tuổi thì ngoài những khuẩn bệnh viện đó là những cái vấn đề liên quan đến huyết khối như là bài trình bày của cô Ngọc Thể. Thì do cái điều kiện về mặt xét nghiệm cũng như là chẩn đoán hình ảnh, một lần nữa cũng khẳng định lời của cô nói là cái việc mà sàng lọc huyết khối tĩnh mạch thì thật sự là không có được thực hiện thường xuyên tại những cái bệnh nhân COVID này, bởi vì mình cũng biết là do cái tình trạng quá tải, do cái vấn đề về trang thiết bị dụng cụ. Tuy nhiên, những cái bệnh nhân mà đang quá trình điều trị mà diễn tiến siêu hấp hoặc là sốc mà mình không có thể giải thích được bằng những cái nguyên nhân nhiễm trùng hoặc những cái nguyên nhân khác có thể thường gặp trên lâm sàng, thì chúng tôi cũng đưa bệnh nhân với tình trạng mà huyết đỏ đó gọi là chấp nhận được, thì mình cũng đưa bệnh nhân đi gọi là chụp CT scan để gọi là có những cái chẩn đoán phân biệt. Thì chúng tôi phát hiện được 5 trường hợp là thuyên tắc phổi có xác định chẩn đoán bằng CT scan. Song song chúng tôi cũng có một vài những cái trường hợp bệnh nhân lớn tuổi mà bệnh nhân có thể là mất trong cái bệnh cảnh, có thể là nhồi máu cơ tim hoặc là nhồi máu não. Tuy nhiên xin lỗi quý đồng nghiệp là thật sự là những cái con số này thì nó nhiều hơn so với bệnh cảnh thuyên tắc phổi, nhưng mà mình do không quá gọi là ấn tượng cho nên thật sự cũng chưa có thống kê những con số này để cho các anh chị thấy được cái mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng của nó như thế nào. Nhưng mà một điều khẳng định chắc chắn là so với những cái biến cố về mặt thuyên tắc phổi thì bệnh cảnh nhồi máu não và nhồi máu cơ tim thì cái số trường hợp mặc thường gặp phải nói là nhiều, tôi ước đoán có thể là 2 đến 5 lần. Và đây tôi sẽ trình bày một cái trường hợp bệnh cảnh. Đó là bệnh nhân nữ 65 tuổi, địa chỉ cũng cư ngụ tại thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thôi, nhập viện vào Bệnh viện Bệnh nhiệt đới vào ngày 3 tháng 12 là cũng mới gần đây, và bệnh sử là 5 ngày. Thì lý do nhập viện là khó thở. Thì hầu như bệnh cảnh COVID-19, cái triệu chứng điển hình thường gặp đó là sốt, ho, khó thở, và bệnh nhân tự test nhanh tại nhà thì kết quả là COVID-19 dương tính. Do đó bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Dã chiến quận 8. Thì cái giai đoạn này bệnh nhân vẫn được tiếp tục cách ly điều trị, bởi vì là cơ địa bệnh nhân này là có bệnh đái tháo đường cho nên là được tiếp nhận điều trị tại các cơ sở thu dung. Tuy nhiên qua diễn tiến các ngày theo dõi thì cái tình trạng khó thở ngày càng tăng dần. Bệnh nhân được hỗ trợ là thở oxy lưu lượng dòng cao, cũng được điều trị kháng viêm và kháng đông theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên tình trạng siêu hấp không cải thiện và được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, là do Bệnh viện Bệnh nhiệt đới là được chịu sự phân công của Sở Y tế về việc tiếp nhận hỗ trợ điều trị chuyên môn cho các bệnh viện lân cận, trong đó có Bệnh viện quận 8. Thì bệnh nhân nhập viện tại khoa cấp cứu của bệnh viện trong cái tình trạng gọi là biểu hiện của siêu hấp như đã trình bày ở trên, thì mình sẽ thấy rõ là thở rất là nhanh, hơn 40 lần một phút. Và lúc này thì
do là bệnh nhân đang thở HFNC lưu lượng cao, nhưng mà khi chuyển viện thì chỉ chuyển được bằng oxy mask thôi, cho nên mình thấy là SpOC tụt rất là thấp, mạch thì nhanh, huyết áp may mắn là vẫn còn trong cái giới hạn bình thường, nhưng mà tri giác thì bắt đầu là biểu hiện lừ đừ, nói ngắt quãng, và bệnh nhân đã được chỉ định là đặt nội khí quản, thở máy ngay tại cái phòng cấp cứu. Và cái bệnh nhân này thì có thể là do yếu tố về bệnh nền đái tháo đường, hoặc là cũng chưa có tìm hiểu sâu hơn, nhưng mà hoàn toàn là biết được là bệnh nhân hoàn toàn là chưa có tiêm ngừa vaccine gì cả và tiếp xúc với nhiều người F5 trong gia đình. Chẩn đoán ngay tại thời điểm nhập viện thì theo hướng dẫn của Bộ Y tế mới nhất thì chúng ta cũng dễ dàng chẩn đoán được đây là một cái trường hợp COVID-19 nguy kịch rồi, bởi vì đã có biểu hiện viêm phổi nặng ARDS và bệnh nhân này cũng đã có quá trình điều trị tại bệnh viện khu dung quận 8 mà diễn tiến siêu hấp càng tiến triển thì cũng không loại trừ cái tác nhân bội nhiễm trong cái bệnh cảnh này, đặc biệt là trên cơ địa thái tháo đường. Do đó cái chuyện bội nhiễm là một trong những cái vấn đề mà mình không thể loại trừ. Do đó là ngoài cái chuyện mà thở máy hỗ trợ theo cái chiến lược gọi là ARDS thì bệnh nhân được sử dụng một cái kháng sinh phổ rộng đó là piperacillin tazobactam để có thể bao phủ được cái tác nhân, phần lớn là tác nhân gram âm, đặc biệt là tác nhân trực khuẩn hữu xanh có thể gặp ở cơ địa đái tháo đường và những cái vi khuẩn gram dương như là tụ cầu mà vẫn còn nhạy với meticillin, vẫn tiếp tục sử dụng dexamethasone và lovenox. Thì phải nói là bệnh viện bệnh nhiệt đới vẫn trong cái giai đoạn tháng 12 vẫn còn trong cái tình trạng gọi là quá tải đối với những cái trường hợp bệnh nặng, do đó mà các trường hợp thở máy vẫn được lưu giữ điều trị tại khoa cấp cứu của bệnh viện chứ chưa có chuyển hẳn vào khoa hồi sức của bệnh viện, bởi vì là khoa hồi sức hiện thời là vẫn rất nhiều bệnh nhân thở máy. Tuy nhiên sau cái quá trình điều trị khoảng 5 ngày tại khoa cấp cứu thì tình trạng hô hấp cũng chưa có nhiều cải thiện. Và với cái tình trạng điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới, tại khoa hồi sức phải nói là mình có dư được thêm một cái giường trống, cho nên đã tiếp nhận bệnh nhân này vào khoa hồi sức. Thì đây là những cái kết quả xét nghiệm cho thấy cái thời điểm nhập viện của bệnh nhân thì thực sự cũng không có gì gọi là quá điển hình hoặc là quá nguy kịch. Mình thấy là bạch cầu chỉ ở khoảng là 14.000, tiểu cầu thì chưa có giảm, gadimer thì thực sự cũng không quá cao, chỉ khoảng 530 nanogram trên ml, tổn thương gan thận thì cũng không có vấn đề. Và cái khí máu động mạch thì cũng ở trong cái giới hạn chấp nhận được. Và ngay thời điểm nhập viện thì bệnh nhân cũng được sàng lọc tất cả các mẫu bệnh phẩm như là máu, đàm và nước tiểu để coi có bội nhiễm thêm những cái tác nhân gì không. Thì tất cả các mẫu bệnh phẩm này đều là âm tính. Tuy nhiên sau 5 ngày điều trị thì được chuyển vào bệnh viện bệnh nhiệt đới thì thật sự cũng có lý do để chuyển viện. Ngoài cái chuyện gọi là hô hấp không có diễn tiến tốt hơn, bệnh nhân còn xuất hiện thêm cái biểu hiện sốt, tụt huyết áp và cần phải sử dụng vận mạch. Do đó là theo cái gọi là cái đặc điểm vi sinh như đã trình bày tại bệnh viện bệnh nhiệt đới thì mình cũng dự đoán là bệnh nhân này có thể nhiễm phải các tác nhân gọi là Acinetobacter, Klebsiella hoặc là Pseudomonas kháng thuốc từ đường hô hấp, cho nên là mới đổi cái phác đồ điều trị từ piperacillin tazobactam thành meropenem và colistin. Thì hy vọng mình sẽ có một cái bài trình bày khác về cái hướng dẫn sử dụng của các loại kháng sinh này và vẫn tiếp tục được điều trị kháng viêm và kháng đông theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tuy nhiên về cái vấn đề sử dụng kháng đông thì thật sự theo như bài trình bày của cô Ngọc Thể thì thấy là những cái bệnh nhân mà ICU á, thì thường là chỉ sử dụng kháng đông gọi là liều dự phòng. Thì theo hướng dẫn của Bộ thì những cái tình huống nặng á, thì mình có thể sử dụng cái kháng đông này liều điều trị khoảng 10 đến 14 ngày và gia giảm tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng hoặc là cái D-dimer. Thì trong cái tình huống này á, thì chúng tôi vẫn sử dụng Lovenox điều trị trong khoảng 10 ngày và sau đó mình cũng giảm liều dự phòng là còn khoảng 40mg trong 24 giờ. Và đây là cái diễn tiến xét nghiệm của bệnh nhân. Thì cái hình X-quang ngày 3 tháng 12 á, thì bệnh nhân nhập viện, mặc dù lúc đó là biểu hiện siêu hấp, mình có sử dụng kháng sinh nhưng mà cũng phải nói là cái bệnh biểu hiện tổn thương phổi giai đoạn đó thì thật sự nó cũng không quá gọi là ghê gớm. Nghĩ nhiều trong giai đoạn đó thì thật sự bác sĩ gọi là chắc tay mạnh tay về lâm sàng á, thì gọi là có thể là mạnh dạn không có sử dụng kháng sinh trong giai đoạn này dựa trên kết quả X-quang. Tuy nhiên qua thực hành lâm sàng thì cũng rất là khó để gọi là có thể mạnh dạn không có sử dụng kháng sinh của bệnh nhân trong cái giai đoạn mà bệnh nhân đang diễn tiến siêu hấp tiến triển giống như thế. Cho nên thường là chúng tôi sẽ lựa chọn đầu tay là cefepime hoặc là piperacillin. Piperacillin sẽ được ưu chọn hơn đối với những cái bệnh nhân có đối tượng có bệnh cảnh nền như là đái tháo đường ở bệnh nhân này. Và sau 5 ngày điều trị khi chuyển vào khoa ICU thì mình thấy là bắt đầu đã xuất hiện những cái thâm nhiễm phế nang ở tập trung ở vùng đáy của hai phổi.
và về mặt xét nghiệm, đồng thời mình cũng thấy là bạch cầu nó đã tăng lên 22.000, và cái diễn tiến của cái khí máu động mạch bắt đầu mình thấy có tình trạng gọi là ứ CO2 máu, biểu hiện của tình trạng gọi là viêm phổi nặng ARDS. Và kết quả vi sinh vào thời điểm đó thì chúng tôi cũng cấy lại, thì như đã trình bày thì cái cấy ba này thì lại mọc ra cái tác nhân là Klebsiella pneumoniae và đa kháng, tức nghĩa là theo kháng sinh đồ các anh chị cũng thấy là hầu như nó kháng với rất nhiều loại kháng sinh, chỉ còn nhạy lại với colistin và các kháng sinh thuộc nhóm aminolycosid như là amikacin hoặc là gentamicin. Và giống như thầy Hùng đã nói, hiện giờ cái chiến lược sử dụng quản lý kháng sinh bây giờ là mình phải thay đổi không chỉ cái chuyện gọi là cái cách chọn lựa kháng sinh, cái cách sử dụng kháng sinh truyền liên tục hay truyền ngắt quãng, mà hiện giờ còn tiến tới đó việc gọi là điều trị gọi phải gọi là điều trị đích hóa. Bởi vì thật sự bây giờ mà chọn lựa kháng sinh mà dựa vào cái vấn đề gọi là kháng sinh đồ thì nó cũng thay đổi rất là nhiều, tùy thuộc vào cái độ sinh khả dụng của thuốc kháng sinh cũng như là khả năng hấp thụ của nhiều bệnh nhân. Cho đó ở bệnh viện bệnh nhiệt đới thì mình có thêm những cái phương pháp để gọi là định gen kháng thuốc để giúp cho các bác sĩ có cái hướng dẫn chọn lựa kháng sinh để gọi là điều trị trúng đích hơn là chỉ dựa vào kết quả kháng sinh đồ. Dĩ nhiên cái kết quả định gen này thì phải hoàn toàn thực hiện được khi mình đã có được cái kết quả cấy vi sinh, và cái kết quả gen này thì thường có khoảng 24 giờ sau khi định danh được vi khuẩn. Thì cái vi khuẩn Klebsiella pneumoniae này thì kết quả PCR gen kháng thuốc là nó sinh ra được cái gen OXA48, và với loại cái gen này thì theo hướng dẫn điều trị thì mình đổi qua một cái loại kháng sinh mới, đó là cetazidime avibactam. Thì cái loại kháng sinh này may mắn cũng đã có trên thị trường Việt Nam, nó sẽ giúp điều trị được những cái tác nhân vi khuẩn gram âm đường ruột mà sinh gen OXA48. Và không chỉ là nhiễm trùng ở đường hô hấp mà mình thấy là bệnh nhân này cũng đồng thời là có cái nước tiểu ra Candida glabrata. Thì cái loại vi khuẩn này á, thì loại vi nấm này á, thì nó cũng còn nhạy với nhiều loại thuốc kháng nấm. Tuy nhiên trong cái bệnh cảnh mà bệnh nhân sử dụng đề xa kéo dài, nằm lâu, có mang phong tiểu thì mình vẫn còn loại trừ cái khả năng nhiễm nấm xâm lấn, cho nên là chúng tôi ưu tiên lựa chọn những cái thuốc truyền tĩnh mạch hơn là uống, đó là casprofungin. Và sau khi mình điều chỉnh kháng sinh kháng nấm như vậy thì thật sự về mặt lâm sàng là bệnh nhân có giảm sốt, giảm được thông số máy thở và mình cũng ngưng được vận mạch. Do đó mình tiếp tục cái liệu trình điều trị kháng sinh là khoảng 10 ngày cộng với thuốc kháng nấm khoảng 14 ngày và mình vẫn tiếp tục điều trị dự phòng Lovenox. Và giống như là đã trình bày thì thật sự là cũng không có theo dõi định lượng cái nồng độ anti-10A trong quá trình điều trị Lovenox. Chỉ duy nhất một lần là mình khi quyết định chuyển từ cái liều điều trị qua liều dự phòng, khi mà anti-10A đạt được ở cái mức gọi là 0.7, tương đối gọi là ở cái khoảng trong cái mục tiêu điều trị, thì mình đã ngưng theo dõi luôn anti-10A trong quá trình điều trị, chỉ gọi là điều trị dự phòng thôi. Thì khoảng một vài ngày sau khi ngưng kháng sinh thì bắt đầu là bệnh nhân sốt lại, lại tụt huyết áp và phải tăng lại cái nhu cầu vận mạch. Thì kết quả chụp phim phổi kiểm tra lại thì mình thấy là lúc này là nó đã xuất hiện thâm nhiễm phế nang gần như là toàn bộ cái phế trường của phổi trái, so với trước đó thì chỉ ở đáy phổi phải hoặc là đáy phổi trái. Và bằng chứng vi sinh, bằng chứng xét nghiệm thì là sau quá trình sử dụng đổi kháng sinh thì bạch cầu nó có giảm xuống, sau đó nó lại tăng lại và tiểu cầu là có xu hướng giảm xuống. Và kết quả cái máu ở thời điểm này thì lại là mọc ra một cái tác nhân gram âm khác cũng khá thường gặp trong cái môi trường ICU, đặc biệt ở những cái bệnh nhân nằm lâu, đó là Stenotrophomonas maltophilia. Và với những cái tác nhân vi sinh này thì thật sự là bác sĩ ICU của chúng tôi cũng có kinh nghiệm về mặt lựa chọn cái kháng sinh, cho nên là đối với những cái nhóm vi khuẩn này thì thường phải là phối hợp kháng sinh, và đầu tay của nó phải là những cái kháng sinh quinolone hoặc là trimethoprim sulfamethoxazole, chứ không phải là nhóm carbapenem hay là những cái nhóm vi khuẩn gram dương gì khác mà có thể phủ được. Từ đó cho thấy là thật sự song song về cái công tác điều trị của chúng ta hiện giờ thì cái công tác vi sinh thì phải nói là hỗ trợ rất đắc lực. Ở những nơi mà cái công tác vi sinh càng mạnh á, thì sẽ giúp cho cái người bác sĩ càng có được cái chọn lựa kháng sinh điều trị cho bệnh nhân, nó sẽ càng trúng đích và hiệu quả hơn. Và diễn tiến á, một vài ngày sau khi mình điều chỉnh kháng sinh á, thì thật sự là về mặt lâm sàng á, là bệnh nhân là cũng hết sốt, vận mạch bắt đầu cũng giảm liều, nhưng lại đột ngột xuất hiện cái bệnh cảnh gọi là siêu hấp và tăng thông số máy thở một cách rất là ồ ạt, đến mức mà cái giai đoạn đầu mình đã bắt đầu gọi là giảm dần cái liều an thần, giãn cơ để gọi là cai máy cho bệnh nhân. Bởi vì cái thời điểm đó bệnh nhân chỉ là nhiễm trùng huyết, có thể là liên quan đến catheter, mình cũng đã thay các catheter mới, nhưng mà giai đoạn này là
tăng thông khí và hô hấp xấu đột ngột, phải kiểm soát lại hô hấp cho bệnh nhân. Thì như đã trình bày, trong cái bệnh cảnh mà mình đang gọi là có khả năng khống chế được về mặt hô hấp, về mặt nhiễm trùng, nhưng mà đột ngột là hô hấp nó xấu lại, thì một trong những nguyên nhân rất thường gặp ở cái bệnh cảnh của COVID-19 như đã nói, đó là những cái bệnh cảnh liên quan đến huyết khối. Thì mình cũng sợ là không biết bệnh nhân này là có vấn đề gì, là thuyên tắc ở đâu hay không, thì cũng là quyết định đưa cho bệnh nhân đi chụp CT scan phổi. Thì đây là cái hình ảnh CT ngực của bệnh nhân. Thì các anh chị cũng có thể thấy được là cái tổn thương phổi ở COVID-19 là nó ghê gớm và dữ dội như thế nào. Nếu chỉ đơn thuần mà dựa trên kết quả X-quang á, thì mình chỉ đánh giá cái tổn thương phổi này nó có thể hơi phiếm diện. Tuy nhiên dựa trên kết quả X-quang CT thì mình cũng thấy là cái tổn thương phổi này hầu như nó đã lan tỏa hai phế trường, có khả năng sơ sẹo và dày dính của phổi, thậm chí là có hình ảnh của giãn phế quản. Tuy nhiên có một cái đặc điểm ở đây mà chúng tôi ghi nhận đã chụp ra một cái hình 2D cho các anh chị, là mình thấy là cái động mạch phổi á, thân động mạch phổi thì nó phân ra hai nhánh là động mạch phổi phải và động mạch phổi trái. Thì ngay cái góc mà mũi tên đỏ của tôi đang chỉ á, thì mình sẽ thấy là một cái hình ảnh gọi là giảm động độ nghĩ nhiều, đó có khả năng là huyết khối bám thành của cái động mạch phía giữa phổi phải. Cho nên đây cũng có thể gọi là giải thích được một phần nào cái biểu hiện suy hô hấp đột ngột của bệnh nhân, hay nói chính xác là bệnh nhân có khả năng là theo dõi thuyên tắc phổi. Do đó là chúng tôi đã nâng cái liều điều trị kháng đông từ Clovenox dự phòng 40mg thì mình nâng lên là 60mg mỗi 12 giờ. Và cùng lúc đó thì như đã nói, thì ngoài cái chuyện là chụp CT để tầm soát những nguyên nhân thuyên tắc, thì bệnh cảnh COVID-19 là cái vấn đề mà nó có nhiễm trùng tái tới tái lui. Mình cũng tầm soát những nhiễm trùng khác có, nếu có ở bệnh nhân này. Thì lúc đầu là bệnh nhân nhiễm trùng tiểu do nấm, thì bây giờ lại xuất hiện là nhiễm trùng tiểu cũng do Klebsiella pneumoniae, nhưng mà nó lại chuyển chủng các anh chị. Thí dụ như lúc đầu Klebsiella pneumoniae ở dịch hút phế quản thì nó là KBC mà sinh OXA 48, thì trong cái giai đoạn này thì nó lại là OXA 48 âm tính. Do đó là mình cũng chọn lựa kháng sinh theo cái hướng dẫn chọn lựa, thì ở cái nhóm này thường sẽ sử dụng là fosfomycin và meropenem. Thì diễn tiến của bệnh nhân á, là sau cái quá trình điều trị kháng đông, điều trị khoảng 7 ngày, thì thật sự là mình không có điều kiện để gọi là chụp CT scan lại để đánh giá với cái mức độ của thuyên tắc phổi. Tuy nhiên dựa vào diễn tiến lâm sàng là bắt đầu là mình giảm được cái nhu cầu oxy của bệnh nhân, thì mình chuyển qua sử dụng cái kháng đông đường uống. Và cho tới thời điểm hiện giờ thì thật sự là bệnh nhân này vẫn đang phải tiếp tục điều trị tại khoa hồi sức của bệnh viện, bởi vì những cái biến chứng liên quan đến cái chuyện nằm lâu, chẳng hạn như là nhiễm trùng, chẳng hạn như là vấn đề suy kiệt sau quá trình nằm lâu, vấn đề loạn dưỡng trong quá trình nằm ICU, cho nên thật sự nó cũng rất là khó. Tôi chỉ trình bày ở cái giai đoạn gọi là cấp của bệnh nhân. Còn tiếp theo đây thì hầu như bệnh nhân nó đã vào cái giai đoạn gọi là hậu COVID rồi, cho nên nó cũng sẽ có những cái vấn đề rắc rối liên quan đến cái chuyện hậu COVID. Nhưng mà như đã nói thì hậu COVID nó là một cái mảng đề tài rất là lớn, thì chắc là mình sẽ có dịp để thảo luận ở đây. Cho nên từ ca lâm sàng này thì mình sẽ thấy là có những cái vấn đề nổi trội ở bệnh nhân. Tuy nhiên tôi muốn nêu ra ba cái vấn đề nổi trội, đó là thứ nhất là cái về cái vấn đề gọi là kiểm soát nhiễm khuẩn. Thật sự thì mặc dù gọi là mình đã bắt đầu phổ quát những cái chuyện gọi là tiêm vaccine 3 mũi, tuy nhiên vẫn còn rất nhiều những cái đối tượng, thật sự là những cái bệnh nhân lớn tuổi, những cái bệnh nhân có bệnh nền, tới giờ người ta thậm chí vẫn còn chưa tiêm được một mũi vaccine nào, chứ đừng nói là một mũi hoặc là hai mũi. Cho nên là cái vấn đề gọi là sức đề kháng miễn dịch của họ gọi là không có. Cho nên khi mà mắc bệnh COVID thì ngoài thì cái chuyện mà diễn tiến nặng hơn thì là hoàn toàn là dễ hiểu. Cộng với là cái chuyện gọi là thật sự là về vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn ở giai đoạn này, do hiện giờ mình bắt đầu cũng gọi là đóng những cái trung tâm điều trị COVID, những các bệnh viện dã chiến, thì vẫn còn cái tình trạng quá tải bệnh cảnh COVID ở một số các đơn vị như là bệnh viện Chợ Rẫy hoặc bệnh viện bệnh nhiệt đới. Với cái tình trạng quá tải bệnh nhân như vậy thì cái vấn đề kiểm soát nhiễm khuẩn thật sự nó vẫn là một cái vấn đề đau đầu. Mặc dù gọi là nhân viên y tế mọi chuyện mình biết là cái như thế nào gọi là thực hành kiểm soát nhiễm khuẩn tốt, nhưng mà trong cái bối cảnh mà quá tải và nhân viên y tế cũng đã phải gọi là cực lực chiến đấu với một khoảng thời gian dài với bệnh cảnh COVID, thì thật sự công tác nhiễm khuẩn nó vẫn không gọi là quá ưu việt so với cái giai đoạn mà mình tạm gọi là thời bình, thời trước dịch. Cái thứ hai là vấn đề quản lý sử dụng kháng sinh. Hiện giờ là do cái bệnh cảnh diễn tiến nặng á, thì
cái việc mà sử dụng kháng sinh ban đầu để điều trị tại nhà hoặc là tại các cơ sở thu dung trước khi đến các đơn vị điều trị COVID thì mình thấy là bệnh nhân cũng đã sử dụng những cái kháng sinh phổ rộng trước đó cũng khá nhiều, cho nên cũng gây khó khăn cho cái công tác điều trị thuốc sau. Nếu mà cái đơn vị mà mình không có thêm hỗ trợ của vi sinh hoặc những cái công nghệ tiên tiến thì cái việc chọn lựa kháng sinh của mình nhiều khi nó lại đi vào ngõ cụt, bởi vì mình cứ loay hoay với những cái kháng sinh thường dùng thường có. Và cái vấn đề thứ ba là cái vấn đề phòng ngừa huyết khối, thì mình cũng đã biết là sẽ có những cái bệnh nhân là hầu như là khó có thể được sử dụng Lovenox do những cái vấn đề về ống chỉ định hoặc là những cái tai biến liên quan đến việc sử dụng Lovenox hoặc là do bệnh lý nặng. Tuy nhiên cái phác đồ mặc dù nó gọi là cá thể hóa nhưng mà thật sự mình cũng gọi là dựa trên cái nguyên tắc chung, cho nên là vẫn cần phải có thêm những cái phương pháp gọi là phòng ngừa cơ học, thì cái điều kiện này nó cũng không phải là ở đâu cũng có thể có. Do đó đây là ba cái vấn đề lớn mà như thầy Hùng nói là cái bài trình bày hôm nay nó đã quá rộng, cho nên là mỗi vấn đề nó có thể là một cái buổi seminar khác, thì chỉ xin trình bày một cái ca lâm sàng giống như vậy để cho anh chị mình có cái mường tượng về cái bệnh cảnh COVID-19 là nó phức tạp như thế nào. Thì xin cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý anh chị, xin hết ạ. Vâng, xin cảm ơn cái bài báo cáo một cái ca lâm sàng rất là hay. Chúng ta thấy là vô cùng phức tạp trên một bệnh nhân lớn tuổi. Để cứu được một bệnh nhân mà lớn tuổi mà như vậy thì chúng ta phải trả giá và rất nhiều công sức và cũng rất nhiều tiền của để làm ra. Nhưng mà qua cái bài báo cáo của tiến sĩ Thủy đó thì chúng ta thấy là hiện nay ấy, tại các cái trung tâm hồi sức cấp cứu ở trong toàn quốc thì các bệnh nhân đã vượt qua một cái giai đoạn mà lúc ban đầu tử vong rất cao, đó là cái tình trạng mà tăng viêm tăng đông ngay cái thời điểm đầu khi mà bệnh nhân xuất hiện cái bệnh COVID chuyển biến nặng. Những cái cơn bão cytokine chúng ta đã nhận ra và đã ngăn cản được. Thế nhưng mà đến giai đoạn sau, chúng ta đang đang ở cái giai đoạn sau, đó là những cái bệnh nhân mà nằm lâu tại ICU bị những cái biến chứng về nhiễm khuẩn do các cái vấn đề như sử dụng kháng sinh kéo dài, nằm ICU kéo dài, can thiệp rất nhiều các cái loại như thở máy CRT hoặc là thậm chí cả ECMO, rồi những cái vấn đề mà đặt các cái catheter trong người rất nhiều, cho nên là dẫn tới cái sự mà nhiễm khuẩn thứ phát rất là nặng nề. Thế nhưng mà qua đây chúng ta cũng lại thấy một cái hình ảnh là gì ạ? Là cái vấn đề cái huyết khối mạch máu kể cả động mạch tĩnh mạch nó không phải chỉ có nằm ở cái giai đoạn mà tăng viêm rất nhanh và dẫn tới những cái biến chứng do rối loạn miễn dịch dẫn tới huyết khối miễn dịch, mà nó còn xảy ra trong tất cả các cái giai đoạn của bệnh cho tới các cái giai đoạn sau khi mà cái COVID lúc đây nó đã ổn định rồi. Lúc này có lẽ là CT của cái ca lâm sàng của tiến sĩ Thủy trình bày thì có lẽ là nó đã âm tính hoặc là trở về trên 30 rồi. Thế nhưng mà cái vấn đề mà nó xảy ra cái huyết khối nó vẫn cứ xảy ra. Vì vậy thì chúng ta thấy là ở mọi thời điểm thì cái huyết khối này nó vẫn đóng một cái vai trò rất là quan trọng dẫn tới cái ảnh hưởng của bệnh nhân. Và chúng ta thấy là không phải là bệnh nhân nặng lên chỉ vì vấn đề nhiễm khuẩn, vì những cái vấn đề biến chứng tổn thương các cái vẹ do một cái quá trình bệnh nhân nằm bệnh nặng lâu dài, và bên cạnh đó cái vấn đề huyết khối nó vẫn rình rập suốt trong cái quá trình mà bệnh nhân nằm viện. Và thậm chí hiện nay thì người ta cũng thấy rằng hậu COVID cái vấn đề mà huyết khối nó vẫn tiếp tục nó xảy ra. Thế thì cái một cái bài rất là hay của tiến sĩ Thủy cũng cho chúng ta nhìn thấy được rất nhiều những cái vấn đề về mặt của bệnh nhân nặng cao tuổi. Tiếp theo thì chúng ta bước tới cái phần thảo luận, thì nhờ bên tổ thư ký để đưa ra cái câu hỏi. Vâng, cái câu hỏi thứ nhất là bệnh nhân 80 tuổi cao huyết áp không triệu chứng, cái SpO2 thì đạt 96-97%, có nên dùng kháng đông hay không? Và nếu dùng thì liều và thời gian bắt đầu dùng bao nhiêu ngày như thế nào? Và cái thêm một cái yếu tố nữa là hiện đã ngày thứ ba của bệnh, bệnh nhân đã được tiêm 3 mũi vaccine. Câu hỏi này thì chắc nhờ cho cô Ngọc Thể trả lời ạ. Dạ, xin trả lời cái câu hỏi này. Thì bệnh nhân này nếu theo như câu hỏi của bạn thì bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng,
mặc dù là rất lớn tuổi, là từ 80 tuổi và có tiền căn là tăng huyết áp, cho nên nếu đã là không triệu chứng thì và không nhập viện thì mình không có chỉ định dùng thuốc kháng độc. Dạ, xin cảm ơn. Vâng, chắc cũng trả lời như vậy cũng thỏa mãn rồi. Nhất là bệnh nhân đã tiêm 3 mũi vaccine, cái khả năng mà bệnh nhân có thể chống chọi đã lướt qua được thì cũng rất là ok. Thế tuy nhiên là cái dữ liệu của bạn đưa ra thì còn có vẻ nó còn thiếu một số các cái vấn đề khác, ví dụ như là cái tiền căn của bệnh nhân này nó có cái bị VTE trước đây không, ví dụ như thế. Nên nếu mà người ta có rồi thì chắc có lẽ chúng ta phải quan tâm tới. Còn nếu mà hoàn toàn nó không có cái đấy và bệnh nhân có những cái phần mà bạn chỉ đưa ra như thế này thì rất là thống nhất với cơ thể là chúng ta cũng chưa cần sử dụng. Xin mời câu hỏi tiếp theo ạ. Câu hỏi thứ hai là có thể kết hợp colistin và teicoplanin trong điều trị Acinetobacter pulmoni không? Cái này thì chắc nhờ cô Duyên đang nói về teicoplanin nhiều, nhờ cô Duyên trả lời. Teicoplanin thì nó phổ kháng sinh trên gram dương, nên không có cái phổ kháng sinh trên cái gram âm. Nếu mình chỉ điều trị Acinetobacter pulmoni thì mình sẽ không phối hợp colistin và teicoplanin. Tuy nhiên nếu mình có bệnh nhiễm mà gọi là đồng nhiễm, ví dụ như mình có nhiễm Acinetobacter cộng với một cái vi khuẩn gram dương thì mình có thể phối hợp được colistin với teicoplanin trong cái điều trị phối hợp của hai vi khuẩn, chứ không phải là chỉ điều trị chứ còn không cho điều trị Acinetobacter pulmoni. Thì cái này xin ý kiến thầy thêm. Cái này thì chắc bạn không biết là có đưa thiếu dữ liệu gì hay không, tại vì teicoplanin là nó thuộc nhóm glycopeptide, nó cũng tương đương, nó là thế hệ sau của vancomycin thôi, nó dành riêng cho cái nhóm vi khuẩn gram dương là chính. Mặc dù hiện nay có một số các cái nghiên cứu người ta kết hợp gram dương và colistin để điều trị các vi khuẩn gram âm ra kháng, thì tuy nhiên là cần phải có những cái dự kiện thêm để mà xác định cái vấn đề của các bạn, câu hỏi của các bạn. Còn nếu mà một cái câu hỏi như thế này thì chắc chắn chúng ta không thể sử dụng teicoplanin trong cái phác đồ này được rồi ạ. Tiến sĩ Thủy có góp ý gì thêm về cái vấn đề này không? Tiến sĩ Thủy cũng là chuyên gia về kháng sinh đấy. Dạ, hoàn toàn thống nhất với ý kiến của thầy Hùng và chị Duyên ạ. Về mặt phối hợp điều trị cho đa tác nhân thì hoàn toàn là không có ý kiến. Còn về Acinetobacter thì như đã nói ạ, thì mình sẽ thường nó sẽ là một cái cặp carbapenem cộng với colistin nếu là tác nhân đa kháng. Còn nếu mà cái chủng Acinetobacter pulmoni này mà gọi là nó còn nhạy á thì thường là mình sẽ sử dụng cái phối hợp mà nó có sulbactam thì nó sẽ tốt hơn cho cái chủng Acinetobacter pulmoni còn nhạy. Dạ xin hết ạ. Vâng, thế thì rõ rồi. Xin đưa câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ ba là xin cho hỏi nếu bệnh nhân lớn tuổi nằm lâu ngày thì sẽ tiếp tục dự phòng VTE như thế nào? Xin ý kiến các chuyên gia. Đây này chắc đầu tiên là nhờ cô Thể trước và sau đó thì nhờ các tiến sĩ Thủy và thạc sĩ Hạnh Duyên trả lời thêm, góp ý. Thông tin của bạn và cái câu hỏi của bạn nó chưa có rõ ràng lắm. Ý là bạn hỏi tiếp tục dự phòng VTE sau khi xuất viện có phải đúng không ạ? Thì nếu mà sau khi xuất viện mà mình đánh giá là nguy cơ VTE vẫn còn cao thì theo khuyến cáo của quốc tế vẫn Việt Nam thì người ta cũng khuyến cáo sử dụng kéo dài cái thời gian dùng thuốc kháng đông dự phòng VTE trong cái số lượng thời gian là trong khoảng từ 14 cho tới 30 ngày đối với khuyến cáo quốc tế và 6 tuần đối với khuyến cáo của Việt Nam. Dạ, xin ý kiến thêm của các thầy cô khác ạ. Có thể hình dung ra là bệnh nhân này là bệnh nhân lớn tuổi, nằm lâu ngày và có nguy cơ thì tắc huyết khối cao. Dạ, thì mình mới làm theo chế độ đó. Dạ, xin ý kiến của các đồng nghiệp khác, của các thầy cô trong chủ tọa đoàn và báo cáo viên của ngày hôm nay. Cô Thủy hay là cô Duyên có ý kiến gì thêm không?
Dạ thì thật à, dạ chị Duyên nói trước ạ. Dạ thì em cũng đồng ý, cô thể thì nếu mà bệnh nhân lớn tuổi nguy cơ cao mà về xuất viện thì mình có thể thêm một thời gian sử dụng kháng đông nữa, hoặc là mình có thể phối hợp sử dụng thêm những cái phương pháp cơ học cho bệnh nhân. Xin hết ạ. Thì cái này cũng chỉ kinh nghiệm của bệnh viện bệnh nhiệt đới thôi, thì thật sự theo hướng dẫn là có thể dùng 14 tới 30 ngày á, thì nhiều khi chỉ sợ là bệnh nhân tại nhà của mình mà mình cho cái toa lâu quá thì nó có thể có những cái biến chứng liên quan đến cái chuyện xuất huyết. Cho nên thường để an toàn nhất đó, thì khi bệnh nhân xuất viện đó, thì nhiệt đới chúng tôi thường chỉ kê toa là cỡ khoảng 7 đến 14 ngày thôi, tùy theo cái tình trạng bệnh nhân, để gọi là hết cái giai đoạn mà cách ly tại nhà đó. Các anh chị có thể đến khám ở những cái cơ sở y tế để lúc đó mình có thể được tầm soát kỹ hơn, ví dụ là siêu âm hay là siêu âm mạch máu, hay là nếu có điều kiện CT để phát hiện những cái huyết khối gọi là chính thống hơn, để có kế hoạch mình điều trị nó lâu dài hơn ạ. Vâng, thì rất thống nhất với các ý kiến của các thầy cô. Thế tuy nhiên ở chỗ này thì chúng ta cũng nên mở rộng ra một chút xíu, là chúng ta chia cái bệnh nhân này làm hai phần. Không biết ý của các bạn hỏi như thế nào, nhưng mà chúng ta sẽ chia ra để cho cùng thảo luận. Nếu bệnh nhân này mà xuất viện và cũng không có bị VT trước đó, thì chúng ta sẽ sử dụng mà đã có trong cái quá trình nằm viện trước đấy đấy, nó của khi bị COVID ấy, nó có một cái nguy cơ rõ ràng, thì chúng ta làm theo đúng cái guideline giống như là các cô thầy cô đã nói, là phải từ 14 đến 30 ngày sau. Mà thường thì những bệnh nhân mà về nhà mà nằm lâu ngày như vậy thì chúng ta có thể sử dụng cái nhóm DOAC để điều trị. Cái khuyến cáo là Diparoxaban vẫn là cái thứ mà có lẽ là được lựa chọn nhiều nhất, bởi vì nó nghiên cứu được rất nhiều. Cái thứ hai đó, nếu mà bệnh nhân mà vẫn còn nằm trong bệnh viện vì một lý do nào đó chúng ta là đã hết COVID, chúng ta đưa được bệnh nhân ra khỏi cái khu vực cách ly rồi, mà bệnh nhân vẫn còn phải tiếp tục nằm viện do các vấn đề của cái bệnh nền khác mà điều trị, thì lúc này chúng ta nên tiếp tục sử dụng heparin trọng lượng phân tử thấp để mà tiếp tục phòng ngừa cho bệnh nhân. Bởi vì ở đây chúng ta thấy có hai cái yếu tố nguy cơ rất lớn, là thứ nhất là bệnh nhân lớn tuổi, bạn không nói về các bệnh nền khác, nhưng mà thêm một cái nữa là nằm lâu, có nghĩa là nằm lâu có nghĩa là gần như bất động rồi, thì cái này là cái mà nguy cơ cực kỳ cao cho cái vấn đề mà huyết khối cho những bệnh nhân như vậy. Cho nên nếu mà bệnh nhân còn nằm viện thì chúng ta nên tiếp tục xài cái heparin trọng lượng phân tử thấp để vấn đề phòng ngừa huyết khối, bên cạnh các cái vấn đề mà các tập vật lý trị liệu hay là những cái yếu tố cơ học khác. Cái xin câu hỏi thứ tư ạ. Cho em hỏi, đối với trường hợp nhiễm Enterococcus faecium có giảm tiểu cầu thì lựa chọn kháng sinh lựa chọn là cái gì? Sử dụng Ticoplanin được không? Em cảm ơn. Như vậy thì chắc câu hỏi này lại dành cho thạc sĩ Hạnh Duyên rồi. Xin mời thạc sĩ Hạnh Duyên trả lời. Dạ, cái đối với Enterococcus faecium thì lựa chọn cái kháng sinh thì mình cũng có thể lựa chọn vancomycin hoặc Ticoplanin hoặc là Linazolid được ạ. Tuy nhiên thì một số trường hợp nó ra cái trường hợp mà Enterococcus nó kháng vancomycin là cái nhóm Lycopodid, và có thể nó sẽ kháng với lại cái Ticoplanin luôn, thì cái đó mình cũng cần kháng sinh đồ, nhưng mà thông thường thì mình có thể xài được. Em xin hết, không biết thầy có ý kiến gì không? Tiến sĩ Thủy có góp ý gì thêm không? Dạ, cũng hoàn toàn thống nhất với chị Duyên luôn. Tại vì nếu mà như bạn hỏi mà cái dạng mà giảm tiểu cầu như thế này thì chắc là nghĩ nhiều liên quan tới Line hoặc là Vanco, rồi có thể sử dụng Tayco, là chắc khả năng là mình có kháng sinh đồ rồi đó. Thì chắc cái tình huống đó là mình sẽ chọn lựa theo kháng sinh đồ là tốt nhất ạ. Em xin lỗi, tại nãy em chưa đọc cái câu giảm tiểu cầu. Nếu mà có giảm tiểu cầu thì mình nên né cái Linazolid. Mình chỉ nên chọn cái Vancomycin hay Ticoplanin. Cái này, cái câu hỏi này bạn đặt ra nó quá thiếu cái dữ liệu, cũng khó trả lời lắm. Một cách ngắn gọn là ví dụ như là Enterococcus faecium thì các bạn cái nhóm này nó đã kháng penicillin chưa, cái thứ hai là nó đã kháng vancomycin chưa, thế còn vấn đề mà nếu mà nó kháng hết rồi cộng với lại giảm trừ cầu thì giống như các cô đã nói, thì vấn đề không thể sử dụng chọn được cái linazolid rồi. Mà trong khi đấy nếu mà nó kháng
đối với lại chuyện mà nó kháng với lại nhóm penicillin và hơn nữa là kháng với lại vancomycin đó, thì chúng ta chỉ còn có chọn lựa tùy theo cái chỗ mà tổn thương của bệnh nhân. Ví dụ như là nếu mà cái tổn thương mà nó ở ngoài phổi thì endoscopic có quyết phải siêu, mà kháng vancomycin thì các bạn chỉ chọn được streptomycin là cái đầu tay. Còn nếu không á thì các bạn sẽ chọn cái thứ hai là cái nhóm cetazolin, nhưng mà cetazolin thì ở trong nước chúng ta chưa có. Còn nếu mà điều trị với linezolid thì cái này nó không nên, là tại vì nó bị giảm tiểu cầu rồi. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà nó nhiễm trùng đường tiểu đó, thì chúng ta có thể chuyển sang chọn lựa một cái thứ khác, có thể là nitrofurantoin, hoặc là chúng ta có thể chọn lựa một cái nữa là cái nhóm fosfomycin. Cái đó có thể là chữ chống được cái gram dương trong đường tiểu, nó cũng khá tốt. Thế thì tùy theo cái mức độ là gồm có, thứ nhất là nó phải là nó kháng với loại nào chưa hay là nó nhạy hết. Cái thứ hai là nó kháng thì tầng kháng của nó như thế nào thì chúng ta sẽ chọn lựa. Chứ còn khi mà nó giảm tiểu cầu thì cái ở đây chủ yếu là cái linezolid là chúng ta phải né, mà đã xài vancomycin trước đó rồi thì cũng không nên chọn teicoplanin nữa. Theo ý kiến của tôi là vậy. Không biết các bạn có thỏa mãn chưa? Cái thời lượng của chúng ta đến hiện nay thì cũng đã tới là 15:30 rồi, 17:30 rồi, không theo đúng cái lịch thì cũng là hết. Thì không biết là còn câu hỏi nào nữa không, chúng ta có thể cho thêm được 10 phút nữa nhỉ, cho thêm được cho các bạn thỏa mãn. Còn những câu hỏi sau thì chúng ta sẽ gửi về cho các báo cáo viên. Câu hỏi ban chuyên gia, câu hỏi số 5 là: dạ cảm ơn ban chuyên gia, em có câu hỏi ở ca lâm sàng của chị Thủy. Bệnh nhân sau khi dùng được Lovenox 60mg trong 12 giờ là 7 ngày, sau đó chuyển sang Doax, thì vậy khi bệnh nhân không có khả năng dùng đường uống, ta có thể tiếp tục sử dụng heparin trong lượng phân tử thấp hay không, và có thể chuyển sang liều 40 hay không? Xin mời tiến sĩ Thủy trả lời. Dạ, hoàn toàn có thể các bạn, giống như là bệnh nhân đang ở liều dự phòng mà xuất hiện thuyên tắc phổi thì chúng tôi tăng thành liều điều trị. Thì sau cái quá trình điều trị tăng cái liều điều trị lên khoảng 7 đến 10 ngày thì chúng ta có thể hoàn toàn chuyển thành liều dự phòng tùy theo cái khả năng đáp ứng dung nạp của bệnh nhân, hoàn toàn có thể. Cho nên các anh chị mình sẽ có chọn lựa hoặc là cái Noac uống hoặc là cái Lovenox liều dự phòng 40. Xin mời thưa chị Diên có góp ý. Là cái này thì cho xin lời ý kiến thì có hơi khác bác sĩ Thủy một chút xíu, là nếu quan trọng là mình đánh giá cái huyết khối đó mình đã giải quyết được chưa. Nếu mà cái huyết khối đó mình chưa giải quyết được thì hiện tại ở bên đại học bây giờ thì chúng tôi vẫn tiếp tục điều trị cái liều điều trị chứ chưa có chuyển sang liều dự phòng. Vẫn cái liều điều trị nó vẫn còn kéo dài, thường là phải đánh giá lại cái cục huyết khối, chẳng hạn như ở chân hoặc là ở phổi thì nó đã giải quyết được hay chưa, hoặc nó đã hết như xong 7 ngày mà mình chụp lại CT nó biến mất cái cục huyết khối rồi, nó thông thẳng toàn thông thoáng thì mình mới chuyển sang cái liều dự phòng. Theo tôi thì cái điều này cũng đúng, là tại vì chỗ như chỗ của tiến sĩ Thủy và chỗ của tôi đó, bây giờ nó quá tải liên tục, phải nói thế. Mọi người thì đã giảm rồi nhưng mà mình thì chả có lúc nào giảm cả. Các vẫn cứ ngày cũng là 50-60 bệnh nhân, là cứ mức độ nặng thở máy vân vân, và cái vấn đề mà di chuyển bệnh nhân chụp CT thì cực kỳ khó, phải nói là khó lắm. Đấy, cho nên là phần lớn những cái ca nào đã giải quyết được trên lâm sàng rồi đó, cái lâm sàng nó cải thiện rồi đó, và các cái chỉ số mà của chúng ta về vấn đề rối loạn đông máu và về vấn đề mà tăng đông đó, mà nó chúng ta đã kiểm soát được thì gần như là chúng ta phán đoán hết. Còn nếu mà được giống như là của chỗ của Duyên đó, thì nó quá tốt rồi, giống như bên bệnh viện Đại học Y Dược là quá quy chuẩn rồi. Nếu mà chụp lại phim CT mà ông thấy này kia đó thì nó quá tuyệt vời. Thì nhưng mà tôi cũng thống nhất là cái vấn đề đó là phải đánh giá cái nguy cơ với lại cái lợi ích của cái chuyện là chúng ta sẽ sử dụng
cái kháng đông đường nào. Nếu mà nó vẫn còn những cái nguy cơ vẫn còn cao thì lúc đấy chúng ta sẽ duy trì cái Lovenox tiếp tục. Còn nếu mà bệnh nhân mà đã được giải phóng rồi mà cái đường trích choác đôi khi có quá nhiều cái vấn đề trích ở trên cái bệnh nhân như thế này này, vừa giải kháng sinh vừa giải kháng nấm rồi bao nhiêu thứ khác nữa, thì đôi khi nó nhiều khi bệnh nhân nó chả còn chỗ đường nào trích choác cái là nó tổn thương trên da, nó lại đôi khi nó lại gây nên cái tình trạng nhiễm trùng mới. Cái vấn đề này là vấn đề rất là khó và chúng ta phải gần như là cá thể hóa từng bệnh nhân để mình chọn lựa. Bởi vì cái nào cũng được, miễn là các bạn đảm bảo được rằng khi các bạn sử dụng các cái thuốc thì phải đạt được cái mục tiêu điều trị của mình là gì, mình đặt trên từng bệnh nhân để mình chọn lựa. Thời lượng của chương trình đến đây thì cũng là hết. Thì các tất cả các cái câu hỏi còn lại nếu còn thì chúng tôi xin gửi tới các báo cáo viên sau. Hiện tại thì tôi nghĩ rằng hôm nay hội nghị của chúng ta như vậy là rất là thành công, với khoảng hơn 2 tiếng đồng hồ mà chúng ta bàn bạc với nhau rất nhiều các cái chuyên đề, từ chuyên đề mà thuyên tắc cho tới vấn đề mà nhiễm khuẩn, vừa là nhiễm khuẩn huyết rồi vừa nhiễm khuẩn đường hô hấp vân vân, cho chúng ta thấy là như vậy thì đã cung cấp được rất nhiều các cái gọi là kiến thức bổ ích cho các bạn, đặc biệt là các bác sĩ trẻ đang vẫn còn tiếp tục điều trị những bệnh nhân COVID nói chung và những bệnh nhân COVID mà lớn tuổi nói riêng. Thế thì qua đây thì chúng ta cũng thấy rằng hiện nay chúng ta đã có rất nhiều cái kinh nghiệm về điều trị và chẩn đoán. Tuy nhiên thì cái giai đoạn tiếp theo của các cái bệnh nhân nặng thông thường vẫn là những cái nhiễm trùng thứ phát và huyết khối, nó vẫn là những cái yếu tố nổi cộng. Và qua những kinh nghiệm của các thầy cô đã đưa ra trong quá trình báo cáo sẽ giúp ích cho chúng ta có những cái hiểu biết rất nhiều, nhất là về cái cơ chế gây bệnh, để cho chúng ta có những cái nhìn mới, có những cái thay đổi về vấn đề chọn lựa thuốc, về vấn đề cách mà đưa thuốc vào trong cơ thể, vấn đề phải theo dõi về cái hiệu quả thuốc điều trị của chúng ta, đặc biệt là trong cái vấn đề kháng sinh và các cái loại thuốc kháng đông. Một lần nữa thì rất là cảm ơn công ty Sanofi đã tạo nên được một cái buổi hội nghị rất là hay, rất là bổ ích cho các nhân viên y tế, và cũng rất cảm ơn ba báo cáo viên của chúng ta đã soạn bài rất là tâm huyết tỉ mỉ để đưa cho tất cả các cái nhân viên y tế, đặc biệt là nhân viên y tế trẻ có những cái nhìn rất là sâu về cái cơ chế bệnh, cũng giống như là các cái vấn đề mà biến đổi trong vấn đề sử dụng thuốc ở những cái kiến thức rất mới. Xin mời công ty có ý kiến gì không ạ? Có phát biểu với hội nghị. Thưa quý vị đại biểu, công ty Sanofi với mong muốn các hội thảo tiếp theo sẽ được tổ chức hoàn thiện hơn. Xin quý đại biểu dành ít phút để thực hiện khảo sát đánh giá chương trình bằng cách quét mã QR được hiển thị trên màn hình hoặc nhấp vào đường dẫn trong bút chat trên giao diện Zoom. Xin chân thành cảm ơn những đóng góp chân thành của quý vị đại biểu. Do thời lượng của chương trình có hạn, chương trình tọa đàm trực tuyến cùng chuyên gia do công ty Sanofi Việt Nam phối hợp cùng Liên chi hội lão khoa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với chủ đề quản lý huyết khối và nhiễm khuẩn trên bệnh nhân COVID-19 cao tuổi, những điểm cần lưu ý, xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa, đại diện công ty Sanofi, chúng tôi xin chân thành cảm ơn ban chủ tọa và các báo cáo viên đã dành thời gian quý báu để chia sẻ những thông tin và những kinh nghiệm có giá trị khoa học cao cho buổi tọa đàm ngày hôm nay. Cảm ơn quý đại biểu đã dành thời gian tham dự chương trình. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý đại biểu trong các hội thảo chuyên đề sau. Xin trân trọng kính chào.